Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha. Tập 9. Chương 81. Ám khí, viên đá. À đúng rồi, Sở đà chủ, lần trước đi ăn cơm người còn chưa thanh toán bèn rời đi rồi, đà chủ muốn nợ tiếp hay là bây giờ trả? Man Cốt hỏi khi sắp ra về. Lục Dương vội vàng ngăn chặn Man Cốt, im đi. Chúng ta với tư cách là người trong ma đạo, ăn quỵt là đạo lý hiển nhiên, không lẽ đà chủ là dạng người hiền lành, ăn xong rồi trả tiền hay sao? Mạnh Cảnh Chu cũng nói phụ họa, thì đó, lần trước đà chủ chỉ nói là mình đãi khách, chứ có nói là mình thanh toán đâu, khác biệt như vậy mà huynh còn không phân biệt rõ. Sở đà chủ nín lặng, nhất định phải thừa nhận rằng, trong việc mỉa mai người khác, gã ta không bằng ba người này. Gã ta cắn răng mà nén lại niềm thôi thúc muốn đánh chết người của mình, ném cho Man Cốt một thỏi vàng, không cần thối, ba người bọn ngươi mau mau cút. Man Cốt mặt mày ngơ ngác, y chỉ đang đòi tiền một cách bình thường. Tại sao giọng điệu của Lục Huynh và Mạnh Huynh lại chẳng mấy bình thường ấy nhỉ? Họ như thể đang nói giúp mình, lại như thể đang nói giúp Sở đà chủ. Khi ba người họ rời đi, đã là đêm khuya, Lục Dương nhìn lên trời sao lóng lánh trên đầu, nói ra lời cảm khái. Ai có thể nghĩ rằng những ngôi sao trên trời đều là giả tạo, không tưởng tượng được, đúng là không tưởng tượng được mà. Mạnh Cảnh Chu khẽ gãi đầu, cũng chẳng đến mức không thể ngờ tới được. Từ khi còn nhỏ, ông nội đã nói với đệ, chỉ cần đệ muốn thứ gì thì sẽ cho thứ đó. Ngay cả những vì sao trên trời ông ấy cũng có thể hái xuống. Khi đệ khoảng 7-8 tuổi, đệ đã chỉ vào một ngôi sao rồi nói, muốn có ngôi sao này. Ông nội của đệ liền bay đến vũ trụ. Khi trở về, ông ấy đặt một vầng sáng nhỏ như đầu móng tay lên tay của đệ, rồi nói rằng đây chính là một ngôi sao, trùng hợp là trên trời sao thiếu mất một ngôi sao. Đệ khoa tay múa chân trước mặt ông nội, nói rằng ngôi sao đáng lẽ phải rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả đình viện của nhà chúng ta, không phải nhỏ như vậy. Ông nội chỉ cười một cách bí ẩn rồi nói rằng ngôi sao thật sự chính là nhỏ như thế. Sau đó thì sao? Lục Dương hỏi với vẻ hứng thú. Sau đó à? Sau đó thì người của hình bộ đã đến. Dường như là một quan lớn, y nói rằng ông nội của đệ đã ăn cắp tài nguyên thiên nhiên, yêu cầu ông trả lại ngôi sao. Ông nội của đệ bèn trả lại vầng sáng về chỗ cũ, khoảng trống trên bầu trời đêm lại xuất hiện một ngôi sao. Lúc đó, đệ đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể hiểu được chuyện là như thế nào. Thời gian trôi qua, đệ cũng quên mất rồi. Hôm nay nghe thấy mấy lời này, đệ mới biết rằng những gì đệ đã cầm trong tay lúc đó thực sự là một ngôi sao. Quả không hổ là người của Mạnh gia, từ khi còn nhỏ đã có những trải nghiệm trong cuộc sống khác với chúng ta. Lục Dương khẽ lắc đầu, hắn đang suy nghĩ lúc nhỏ mình đã làm gì. Nhớ ra rồi, khi còn nhỏ, hắn đang hồi ức lại những trải nghiệm trước khi xuyên không, đọc thuộc lòng thơ cổ hay gì đó, chẳng hạn như chênh vênh trăm thước lầu cao, với tay hái được trăng sao trên trời, nào dám to tiếng nói cười, sợ làm kinh động đến người thiên cung. Khi còn nhỏ, hắn chỉ có thể hái ngôi sao trong bài thơ, còn Mạnh Cảnh Chu thực sự có thể hái ngôi sao, đây chính là sự cách biệt. Gần đây Lục Dương còn cân nhắc xem có nên viết một cuốn sách kiếm tiền hay không, như Địa cầu lưu lạc chẳng hạn. Nhưng nếu đặt trong bối cảnh của thế giới này, có lẽ không phải động cơ cấp hành tinh đẩy trái đất, mà là đại năng tu tiên đẩy trái đất. Ba người không còn tiếp tục suy nghĩ về vấn đề ngôi sao và đại lục nữa, chuyện này quá xa vời đối với họ. Với tu vi của họ, chẳng cần nói đến việc di chuyển ngôi sao, ngay cả việc di chuyển một tảng đá lớn cũng phí sức. Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta đi thăm các đồng môn bị giam trong nhà lao. Ba người họ ngáp một cái, đến giai đoạn trúc cơ, có thể thay thế giấc ngủ bằng cách tĩnh tọa, hiệu quả của hai việc đều như nhau, nhưng ba người họ thích ngủ hơn. Tĩnh tọa, để sau khi đến giai đoạn kim đan rồi tính tiếp. Sáng tinh mơ, Lục Dương tìm gặp vệ bổ đầu, sau khi nói rõ lý do, vệ bổ đầu hết sức sảng khoái mà viết giấy phép để Lục Dương vào trong đại lao thăm tù. Ngay khi bước vào đại lao, Lục Dương liền cảm thấy linh lực của mình như bị trói buộc lại, ngay cả một tí linh lực cũng không thể điều động được, cả cơ thể đều trở nên chậm chạp. Đây chính là cấm linh trận mà vệ bổ đầu đã nói đến. Lục Dương ngạc nhiên, không ngờ cấm linh trận thật sự lợi hại như những gì vệ bổ đầu đã nói. Khi vệ bổ đầu viết giấy phép cho Lục Dương, y đã nhắc Lục Dương phải chú ý đến cấm linh trận trong đại lao. Đây là một trận pháp chuyên biệt nhằm vào người tu tiên. Trong phạm vi của cấm linh trận,
tu vi của người tu tiên bị trói buộc, không thể sử dụng bất kỳ pháp thuật nào nhằm ngăn chặn việc người tu tiên cướp ngục hoặc vượt ngục. Cấm linh trận trong đại lao có cấp bậc rất cao, dù tu sĩ giai đoạn kim đan có đến đây cũng bị hạn chế, không có ngoại lệ. Lúc lục dương đến, vừa hay là thời điểm đổi ca của ngục tốt. Ngục tốt trực ca ngày ngáp dài ngáp ngắn, thậm chí ngáp đến nước mắt cũng ứa ra, mặt mày mơ mơ màng màng, như thể vẫn chưa tỉnh ngủ. Ngục tốt trực ca đêm sắp được nghỉ ngơi, tâm trạng không tệ, bèn đùa cợt nói, lão Chu, thường ngày ngươi không phải là người tỉnh táo nhất sao? Thế nào mà hôm nay lại buồn ngủ đến thế, ngươi không phải đã làm chuyện mờ ám gì vào tối qua đấy chứ? Miệng của lão Chu ngoác ra rất rộng, y ngáp một tiếng rõ to rồi mới nói, gần đây không biết tại sao, cứ ngủ li bì. Thậm chí buổi sáng muốn thức dậy cũng khó, không chỉ là ta, mà tiện nội của ta cũng vậy, ta đã rửa mặt trước khi tới đây, nhưng vẫn buồn ngủ. Ngục tốt trực ca đêm cười nói, chắc chắn là ngươi đã làm chuyện gì đó vào đêm qua, không ngủ ngon giấc. Ngươi, xem, ta đâu có buồn ngủ. Lão Chu bĩu môi, ngươi là người tu tiên, sao giống với ta được. Ngục tốt trực ca đêm xua tay, không đồng tình, ta chỉ là luyện khí tầng 1, kiếp này có thể lên được tầng 2 hay không cũng khó nói, làm sao có thể tính là người tu tiên được. Quy định trong đại lao, ngục tốt trực ca ngày là người phàm, ngục tốt trực ca đêm là tu sĩ giai đoạn luyện khí tầng 1. Tu sĩ giai đoạn luyện khí tầng 1 có thể đảm bảo không buồn ngủ vào ban đêm, sẽ không biếng nhác. Tu sĩ đều không muốn bị cấm linh trận áp chế, trở nên giống như người phàm, nhưng trong đại lao chỉ có ngục tốt ở giai đoạn luyện khí tầng 1 canh giữ thì hiển nhiên không đủ. Vì vậy ở bên ngoài đại lao cũng có sắp xếp lính gác đứng ở vị trí kín đáo, do tu sĩ túc trực. Sau khi họ bàn giao ca, Lục Dương mang tờ giấy phép tìm gặp lão Chu. Lão Chu thoáng nhìn qua Lục Dương, soát người kiểm tra, phát hiện ra ngoài hộp cơm, hắn chẳng mang theo gì cả, liền để cho hắn đi. Chỉ Tự Long, với tư cách là một người máu mặt đã xông xáo ra danh tiếng trong giới tán tu ma đạo ở các quận huyện phụ cận, tin rằng sau khi gia nhập ma giáo, bản thân chắc chắn sẽ thỏa một phen hùng tâm tráng trí, chiếm đóng một mảng địa bàn, trở thành vua của một cõi. Hiện tại, dù lâm vào cảnh ngục tù, cũng không thể thay đổi chí hướng của gã. Nếu đã ở trong đại lao, vậy thì trước tiên cứ trở thành đại ca trong tù. Trở ngại đầu tiên mà gã phải đối mặt chính là không thể đe dọa người khác. Gã bị nhốt trong buồng giam mà thậm chí giai đoạn trúc cơ cũng không thể phá vỡ, trên tay ngay cả vũ khí cũng không có. Người bị nhốt ở bên cạnh mồm miệng trả chút nương tình, không phải xỉ vả thì là chế nhạo, khiến Chỉ Tự Long tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, bạn tù của gã, Thẩm Tiến Nghĩa, đã nghĩ ra cách giải quyết. Gã ta ngậm một viên đá ở trong miệng, nhổ phốc ra một tiếng, viên đá liền bay ra giống như một viên đạn, uy lực đáng kinh ngạc, nếu bắn lên người kẻ khác, có thể tưởng tượng được sức mạnh của nó. Thẩm Tiến Nghĩa với thân phận là một sát thủ, giỏi việc sử dụng các loại đồ vật như ám khí. Chúng ta cùng là huynh đệ chung cảnh hoạn nạn, bây giờ càng phải cùng nhau chân thành hợp tác, cùng nhau xông pha. Thẩm Tiến Nghĩa nói một cách rất coi trọng nghĩa khí, ngươi học được chiêu này của ta, trong đại lao ắt hẳn vô địch, chúng ta cùng nhau xưng bá trong đại lao. Chỉ Tự Long hết sức phấn khởi, thức khuya dậy sớm, cố gắng học cách sử dụng miệng để phóng viên đá như ám khí. Đáng tiếc là thiên phú của Chỉ Tự Long không đạt, chỉ biết mỗi việc dùng sức, học mãi vẫn không xong. Ngươi phải làm như vậy, giữ hơi trong miệng, phọt một tiếng phun ra ngoài, tốc độ phải nhanh. Thẩm Tiến Nghĩa đang làm mẫu, cố gắng dạy cho Chỉ Tự Long hiểu. Ta biết, bất quá là phọt một tiếng thôi. Chỉ Tự Long hơi mất kiên nhẫn. Sai rồi, miệng của ngươi vểnh lên ít quá, phải giống như thế này. Như thế này à? Lục Dương đứng bên ngoài nhà lao, nhìn Chỉ Tự Long và Thẩm Tiến Nghĩa chu miệng với nhau, đang nghĩ xem có nên lên tiếng nhắc nhở bọn họ không. Cảnh tượng như thế này rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Trước mắt cứ ghi lại bằng quả cầu ghi hình thôi. Chương 82, báo cáo đúng sự thật. Đã lâu không gặp, ta đến để đưa cơm đây. Lục Dương tỏ thái độ ân cần, đây đều do hắn rèn luyện được từ quán nướng. Sau hơn một tháng rèn luyện, nụ cười giả tạo của Lục Dương đã đạt đến mức lấy cái giả làm dối cái thật. Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy còn khen Lục Dương có nụ cười thật giống như hắn ta. Chỉ Tự Long đang chu môi thì nghe thấy giọng của Lục Dương, thình lình quay đầu lại, ánh mắt lộ ra nét hung ác. Nếu không phải tên tiểu tử nhà ngươi gọi bổ khoải đến ăn cơm, thì có thể có kết cục như bây giờ sao? Sao ngươi lại đến đây?
Giọng điệu của Trì Tự Long chả mấy thân thiện, ngay trong lần đầu gặp mặt, tên tiểu tử này đã giả làm giám khảo để lừa mình. Hai ngày trước lúc ăn cơm còn gài bẫy mình, trong lòng quả thật toàn là ý đồ gian trá, bây giờ còn giả đò đưa cơm, chắc chắn không có thiện ý. So với tên đồ tể giết người vô số như bản thân, Trì Tự Long cảm thấy vẫn là Lục Dương khốn nạn hơn. Lục Dương không có ý định ở trong nhà lao bỡn cợt Trì Tự Long, sau này, mọi người còn cần tương trợ lẫn nhau. Không nhất thiết phải làm quan hệ trở nên căng thẳng như vậy, đây cũng là ý muốn của đà chủ. Chẳng qua tai của Lục Dương không tốt, nghe thành Trì Tự Long hỏi hắn có phải đã trở thành chấp sự hay không, sao cơ? Sao ngươi lại biết ta đã trở thành chấp sự rồi? Nhưng ngươi cũng đừng quá kích động, chỉ cần ngươi thể hiện tốt, cũng có thể trở thành chấp sự. Không ngờ Trì Tự Long ở trong nhà lao mà nắm bắt thông tin nhanh như vậy. Nói xong, Lục Dương còn rút ra lệnh bài ở thắt lưng để khoe, hai chữ chấp sự vô cùng nổi bật, Trì Tự Long tức đến nổi giận đùng đùng, ông trời đúng là mù mắt rồi. Lục Dương lại an ủi nói, ngươi cũng đừng giận, thủ lĩnh còn bảo ta gửi lời nhắn cho ngươi. Khi nghe thấy là lời nhắn của Sở Đà Chủ, Trì Tự Long bình tĩnh hơn một chút, nghĩ rằng Sở Đà Chủ vẫn rất coi trọng mình, đặc biệt kêu người đến chuyển lời, bậc cao niên người đã nói gì rồi. Ông ấy nói ngươi tốt nhất nên thiết lập mối quan hệ tốt với ta. Trì Tự Long giận tím mặt, đà chủ quả thật coi trọng tên tiểu tử này, dù có chết ta cũng sẽ không thiết lập mối quan hệ tốt với ngươi. Lục Dương thấy Trì Tự Long không ngờ lại không nghe lời thủ lĩnh, thở dài một tiếng, để lại một ít thức ăn rồi rời đi. Mấy tên tội phạm ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, chảy cả nước miếng, trong tù nào có thể ăn được đồ ngon như vậy. Đối với những người khác, thái độ của Lục Dương rất tốt, khích lệ họ cố gắng cải tạo tốt trong tù, tranh thủ để sau này ra ngoài làm lại cuộc đời, tạo phúc cho Đại Lục Trung ương, cả lời nói lẫn hành động đều thể hiện sự quan tâm. Người không biết còn tưởng rằng họ sẽ bị giam trong tù giam 10 năm. Sau khi ra khỏi nhà lao, Lục Dương có sao nói vậy mà báo cáo công việc với Sở Đà Chủ, tại hạ mang thức ăn đến Đại Lao để thăm viếng Trì Tự Long. Còn nói rằng giữa chúng ta có chút hiểu lầm, mọi người đều là đồng đạo, mai sau không thể tránh khỏi giao tiếp, thiết lập mối quan hệ tốt cũng thuận tiện cho công việc sau này. Tại hạ đã nhấn mạnh đây là ý kiến của đà chủ người và còn nói rằng chỉ cần y thể hiện tốt thì cũng có thể trở thành chấp sự như tại hạ. Ai ngờ Trì Tự Long giận tím mặt, chửi lấy chửi để, nói rằng tại hạ làm được chấp sự là do ai đó đã mù mắt, nguyên văn không nhớ rõ rồi, nhưng đại khái là có ý đó. Ánh mắt của Sở đà chủ thình lình trở nên lạnh lùng, nó nói ai đã mù mắt hả? Lục Dương nhanh chóng khom mình, ngước đầu lên nhìn Sở đà chủ một cách cẩn thận, thấp tha thấp thỏm mà đáp lời, người đó có địa vị quá cao, điều này cực kỳ bất kính, tại hạ không dám nói. Sở đà chủ đã có câu trả lời trong lòng, được rồi, ta biết rồi, ngươi về đi. Lục Dương thở dài, trong lòng nghĩ rằng Trì Tự Long thực sự là ngay cả mồm miệng cũng không biết giữ. Bất cứ lời gì cũng dám nói ra ngoài, vẫn mong đà chủ chớ nói những lời này là do tại hạ nói, có lẽ là tại hạ nhớ nhầm cũng không chừng. Sở đà chủ thiếu kiên nhẫn mà xua tay, gã ta đương nhiên biết mấy chuyện như thế này. Sau khi Lục Dương rời đi, Sở đà chủ gõ vào ghế ngọc, lạnh lùng hừ một tiếng, hay cho một tên Trì Tự Long, dám nói ta đã mù mắt. Ban ngày vẫn như thường lệ, Mạnh Cảnh Chu đi dạo phố, Man Cốt rèn luyện thân thể ở sân sau, Ma Trành xiên thịt ở đại sảnh, Lục Dương đang giặt quần áo. Quần áo của Lục Dương chỉ là vật phàm, không làm được việc không vướng bụi trần. Đáng ghét, tại sao mình không thể học được tịnh y chú? Lục Dương cằn nhằn, ra sức trà quần áo, trong ba người họ, chỉ có hắn cần phải giặt quần áo, đợi khi có tiền, mình nhất định phải mua một bộ quần áo không cần giặt. Một thời gian trước, hắn đã tìm Mạnh Cảnh Chu để học tịnh y chú, bản thân Mạnh Cảnh Chu cũng không biết pháp thuật đó. Nhưng hắn ta có một quyển những pháp thuật nhỏ trong cuộc sống thường nhật mà em gái của hắn ta đã lén lút nhét cho trước khi hắn ta rời đi. Trong quyển sách, có ghi chép về một pháp thuật được gọi là tịnh y chú. Tịnh y chú, nội dung như mặt chữ, là một thần chú có thể làm cho quần áo trở nên sạch sẽ, đơn giản dễ học. Ba người họ xúm lại một chỗ để học, Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt học xong đầu tiên. Theo một luồng linh khí trong sạch mát mẻ từ trên trời giáng xuống, quần áo bẩn thỉu, nhếch nhác trong chốc lát trở nên trắng tinh như tuyết, trông như quần áo mới. Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt đều rất vui mừng, làm việc trong quán nướng, quần áo rất dễ bị vấy bẩn, vô cùng phiền phức. Với địa vị của Mạnh Cảnh Chu, hắn ta đương nhiên có quần
áo đã trải qua luyện chế, đó là một pháp khí, không cần giặt giũ, tự động giữ sạch, nhưng bộ quần áo này có chất lượng quá cao. Vừa nhìn liền biết hắn ta có địa vị hùng hổ, không có lợi trong việc nằm vùng ở ma giáo. Thiên phú pháp thuật của Lục Dương cao đến nhường nào thì đã rõ như ban ngày, hắn cũng đã học được, chẳng qua là công hiệu lại vượt ngoài dự liệu của người khác. Sau khi hắn thi triển xong tịnh y chú, cùng với sự biến dạng của không gian, bộ quần áo mới tinh xuất hiện từ hư không. Lúc đó, Lục Dương đã trầm mặc hồi lâu, muốn chửi nhưng không biết phải bắt đầu từ câu chửi nào. Xét theo thứ tự, đây là pháp thuật không gian đầu tiên mà Lục Dương học được, có ý nghĩa trọng đại. Xét theo mặt đổi mới, đây là một sự cách tân đối với tịnh y chú, tương đương với việc sáng tạo ra một pháp thuật không gian mới. Xét theo mặt logic, điều này chẳng có logic. Lục Dương nhìn vào nhãn dành cho người nào đó đính trên cổ áo, bèn biết rằng bộ quần áo này có khả năng lớn là quần áo được may sẵn của tiệm may vá. Người đặt may quần áo còn chưa đến, thì đã bị bản thân dùng pháp thuật không gian triệu hồi đến đây rồi. Tại sao pháp thuật tịnh y chú do ta thi triển lại trực tiếp triệu hồi ra một bộ quần áo mới? Vậy nếu ta thi triển tịnh thân chú thì sẽ có công hiệu gì? Lục Dương giận dữ nói, cảm thấy đây là do ông trời thấy bản thân tài hoa rạng rỡ nên cố ý hạn chế thiên phú pháp thuật của mình. Tất nhiên, quần áo như thế này không thể mặc được, đây là quần áo của người khác, chỉ là Lục Dương cũng không biết chủ nhân của bộ quần áo này là ai, muốn trả cũng không trả được. Mạnh Cảnh Chu còn nhiệt tình đề xuất do hắn ta thi triển tịnh y chú chính cống để giúp Lục Dương giặt quần áo. Sau một hồi thử nghiệm, sự việc khép lại bằng sự thất bại. Tịnh y chú chỉ có thể giặt được quần áo trên cơ thể của chính mình, Lục Dương cũng không thể chỉ vì muốn giặt quần áo, mà phải cởi quần áo ra để cho Mạnh Cảnh Chu mặc, rồi lại để Mạnh Cảnh Chu cởi quần áo ra trả lại cho mình sau khi giặt xong. Không còn cách nào khác, thành thật mà tự mình giặt quần áo thôi. Sau khi giặt xong quần áo, Lục Dương muốn phơi quần áo ở ngoài cửa sổ, bất cẩn một chút, cái xào phơi quần áo trượt xuống dưới, mắt thấy sắp nện trúng đầu một người đi đường. Coi chừng, ai ngờ người đi đường có thân thủ cực tốt, nghiêng người một cái liền tránh được cái xào phơi quần áo. Lục Dương vội vàng xuống tầng dưới, phát hiện người đi đường là một người mới quen, là người đã giúp mình đánh hổ ở Tùng Sơn, đệ tử của Nguyệt Quế Tiên Cung, Lan Đình. Đã hơn một tháng trôi qua rồi, tại sao cô ấy vẫn còn ở đây? Lục Dương thấy khó hiểu. Lan Đình cúi đầu, nhìn vào xào phơi quần áo rơi trên mặt đất, trầm mặc không nói gì, mày ngài khẽ trao, như thể đang suy ngẫm vấn đề. Lục Dương tò mò hỏi, cô nương đang suy nghĩ điều gì vậy? Lan Đình buột miệng thốt lên, ta đang suy nghĩ vì sao? Cái xào phơi quần áo không bay lên trời, mà lại rơi xuống đất, liệu có khả năng nào là có một lực vô hình đang kéo vạn vật trên thế gian này không? Lục Dương nghe thấy thế thì chỉ biết im lặng. Các bạn đang nghe chuyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 83, nhiệm vụ bí mật của Lan Đình. Lục Dương ở bên cạnh nói một cách mỉa mai, loại lực vô hình này có mặt ở khắp mọi nơi, không bằng gọi là lực vạn vật hấp dẫn. Lan Đình cảm thấy giọng nói quen tai, ngước đầu lên bèn nhìn thấy Lục Dương, ồ, hóa ra là các hạ. Vào trong rồi nói. Lục Dương sợ Lan Đình nói ra thân phận thật của mình. Lan Đình có ngoại hình tuyệt đẹp, thùy mị mà đứng ở trước cửa trông rất nổi bật, rất dễ bị những người có ý định nghe trộm nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ. Lan Đình vừa bước vào, liền nhìn thấy Ma Trành đang vất vả xiên thịt, nhận ra đó là Ma Trành mà yêu hổ đã để lại. Hai con Ma Trành nhìn thấy Lục Dương và Lan Đình cùng nhau đi vào, lặng lẽ bưng chậu đựng thịt và que, ngồi kế bên chiếc bàn ở góc quán tiếp tục xiên thịt. Nhìn vào động tác thành thạo của họ, Lan Đình còn tưởng rằng Ma Trành từng làm nghề này khi còn sống. Ở sân sau, Man Cốt nghe thấy động tĩnh, bèn dừng việc tu luyện, đi đến đại sảnh. Mạnh Cảnh Chu kết thúc một ngày đi dạo, vừa vào trong liền làm ầm lên, có nghe nói chưa, quận Diên Giang có một ngày lễ của riêng mình, gọi là lễ Thái Xuân. Chỉ còn nửa tháng nữa, vui xuân đạp thanh, du sơn ngoạn thủy, ban đêm còn có đại hội thơ ca, ngâm thơ tiêu khiển, khá là náo nhiệt. Người từ các quận huyện lân cận cũng sẽ đến. Người địa phương ở quận Diên Giang còn có 3 ngày nghỉ. Đệ còn nghe ngóng được rằng hàng năm thanh lâu sẽ tăng giá trong những ngày đó, kiếm lời rủng rỉnh túi. Chúng ta có nên tận dụng cơ hội để tổ chức một đợt quảng bá lớn, kỷ niệm 2 tháng khai trương với chương trình khuyến mãi chẳng hạn.
Mạnh Cảnh Chu chứng minh rằng bản thân không chỉ đơn thuần ra ngoài chơi mà còn đang dò thăm tình báo, chẳng qua là thông tin này chẳng có ích gì đối với ba người họ. Ánh mắt của Mancos rực sáng, vừa chuẩn bị lên tiếng, nhưng khi thấy ánh mắt vô cảm của Lục Dương, lặng lẽ mà nín miệng. Mạnh Cảnh Chu chú ý đến Lan Đình, cũng rất ngạc nhiên, ta nhớ cô nương là Lan Đình của Nguyệt Quế Tiên Cung. Ba người họ vì mở quán nướng, không đúng, để xâm nhập vào ma giáo, đã ở lại đây hơn một tháng vẫn chưa rời đi, còn Lan Đình thì vì lý do gì? Chính là tiểu nữ tử, Lan Đình nói một cách nhỏ nhẹ. Lan Đình cũng cảm thấy nhóm người Lục Dương khá thú vị. Cô đã ở lại quận Diên Giang hơn một tháng, cô cũng từng có nghe nói về tiếng tăm của quán nướng thử lại lần nữa. Nhưng tính tình cô thích sự yên tĩnh, không thích nơi ồn ào, nên vẫn chưa đến đây lần nào. Hôm nay cô tình cờ đi ngang qua, lúc này mới nhận ra rằng quán nướng này được mở bởi những người quen, còn là đệ tử tiên môn. Trông có vẻ như ba người này thực sự muốn vững chắc mà làm ra một sự nghiệp lớn ở quận Diên Giang. Không lẽ trong nhiệm vụ của Vấn Đạo Tông ngoài giáng yêu trừ ma, còn bao gồm cả việc mở quán kiếm tiền? Suy xét đến lời bình trong tin đồn về Vấn Đạo Tông, điều này không phải không có khả năng. Lan Đình từng nghe các sư tỷ nói rằng trong phần thưởng đổi bằng điểm cống hiến của Vấn Đạo Tông còn có trải nghiệm một ngày làm tông chủ, trong khi bốn tiên môn khác không có phần thưởng này. Suốt thời gian dài như vậy vẫn không rời khỏi quận Diên Giang là đang làm nhiệm vụ chăng? Nếu có cần điều chi, cứ việc nói ra, bọn người tại hạ ở quận Diên Giang có quen biết với bổ khoái, trong đại lao cũng có người. Lục Dương nhiệt tình nói, cùng là ngũ đại tiên môn, tự nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Hiện tại, nhóm người Lục Dương có nói rằng họ một tay che trời ở trong quận Diên Giang cũng chả có vấn đề gì. Ở ngoài sáng, họ là những cư dân nhiệt huyết, từng giúp vệ bổ đầu bắt tội phạm, các bổ khoái cũng thường đến đây ăn cơm. Trong bóng tối, họ là những mầm mống ma đạo được đà chủ của phân đà Diên Giang xem trọng, còn thân phận thực sự là đệ tử cốt cán của Vấn Đạo Tông. Bàn về địa vị ai có thể so được với họ? Lan Đình im lặng. Cô đến đây là vì một nhiệm vụ bí mật, đáng lẽ không nên tiếp xúc với người ngoài. Nếu không thì sau khi giúp Lục Dương đánh hổ, cô sẽ không mang tính tượng trưng mà lấy xong hai tấm da hổ liền rời đi. Hiện tại đã hơn một tháng trôi qua, sự việc chẳng chút tiến triển, trong lòng cô cũng thấy nôn nóng. Ba người trước mắt này là một cơ hội, nói không chừng có thể giúp được cô. Lan Đình trầm mặc một lúc, hít hai hơi thật sâu, ổn định lại nhịp thở, rồi trịnh trọng nói với ba người họ, tiểu nữ tử đang chấp hành nhiệm vụ bí mật. Những gì tiểu nữ nữ nói hôm nay, nhóm người các hạ nhất định không được tiết lộ ra ngoài, việc này can hệ đến an nguy của tiểu nữ tử. Nhóm người các hạ nghe xong cũng đừng ngạc nhiên. Ba người họ thấy Lan Đình trịnh trọng như vậy, đều đứng thẳng lưng lên. Tiểu nữ tử cần vào Bất Hủ giáo làm nội gián. Ba người họ chỉnh tề mà chớp mắt một hồi, tưởng rằng bản thân đang nghe thấy ảo thanh. Lan Đình tiếp tục nói, đây là tin tức đáng tin cậy mà Nguyệt Quế Tiên Cung của tiểu nữ tử nhận được thông qua nguồn tin đặc biệt. Gần đây, tứ đại ma giáo đều đang lên kế hoạch tuyển mộ tín đồ với quy mô lớn. Diệu Dương giáo đã hoàn tất việc tuyển mộ, ba ma giáo còn lại vẫn đang tuyển mộ. Quận Diên Giang có một phân đà của Bất Hủ giáo, gọi là phân đà Diên Giang, đà chủ thần bí, thân phận không rõ, ngay cả tên họ là gì cũng không ai biết rõ. Trong số tất cả các phân đà của Bất Hủ giáo, thứ hạng của phân đà Diên Giang khá là tụt hậu, tu vi tổng thể của thành viên khá thấp, vừa hay phù hợp với đệ tử có giai đoạn trúc cơ như tiểu nữ tử. Nếu có kế hoạch hợp lý, việc xâm nhập vào cấp cao của phân đà Diên Giang cũng là việc khả thi. Tu vi của các vị sư tỷ quá cao, quá bắt mắt, hơn nữa họ ở bên ngoài có danh tiếng rất lớn, không có lợi cho việc lẻn vào Bất Hủ giáo. Sau khi thảo luận một phen, nhiệm vụ này bèn rơi lên đầu của tiểu nữ tử. Khi Lan Đình nói danh tiếng của các sư tỷ rất lớn, điều cô muốn nói là hình dáng của các sư tỷ quá xinh đẹp, từng xuất hiện trong một số sách cấm nào đó, dùng để thỏa mãn ảo tưởng của một số nam giới. Lan Đình thở dài, chỉ là đã ở lại quận Diên Giang hơn một tháng, nhưng mãi vẫn chưa tìm được vị trí của phân đà Diên Giang, cũng không biết bây giờ, cuộc khảo nghiệm đã kết thúc hay chưa. Hy vọng vẫn còn kịp. Lan Đình nhìn ba người họ với ánh mắt tràn đầy hy vọng, đặc biệt là nhìn về phía Lục Dương, người vô cùng đáng tin cậy, hy vọng rằng họ có thể cung cấp sự trợ giúp. Ba người họ lặng lẽ lấy ra lệnh bài đeo trên thắt lưng mà đà chủ đã trao cho họ, hai chữ chấp sự viết lớn trông nổi bật dị thường. Thật ngại quá mà, bọn người tại hạ đã là người của Bất Hủ giáo rồi. Lan Đình sửng sốt. Ồ,
cô nương chớ căng thẳng, ý của bọn tại hạ là nhóm người tại hạ đã thành công trà trộn vào Bất Hủ giáo. Lục Dương bổ sung một câu, Lan Đình thả lỏng tinh thần, cô còn tưởng ba người họ đã bội nghịch, hóa ra chỉ làm nội gián. Chờ chút, vậy cũng không đúng. Nhóm người các hạ đã gia nhập vào Bất Hủ giáo bằng cách nào? Lục Dương có chút khó xử, không biết phải nói thế nào, chỉ là hết sức bình thường mà tham gia khảo nghiệm, thuận lợi vượt ải. Mạnh Cảnh Chu tự hào nói, bọn người tại hạ đã có biểu hiện xuất sắc trong cuộc tuyển chọn tín đồ. Bất Hủ giáo thấy nhóm người tại hạ vô cùng thích hợp để gia nhập ma giáo, nên đã chọn bọn người tại hạ. Mancos không hiểu tại sao điểm mà Mạnh Cảnh Chu thấy tự hào lại nằm ở đây. Lục Dương dùng ngôn từ bình dị mà giải thích việc họ đi hang ổ của yêu hổ tìm thấy thư của Tần Nguyên Hạo. Dựa vào bức thư mà tìm được Tần Nguyên Hạo, từ đó biết được chuyện tuyển mộ tín đồ cùng với vị trí của phân đà Diên Giang. Lan Đình hối hận không thôi, nếu biết sớm như vậy thì từ đầu đã hành động chung với Lục Dương rồi, bây giờ công cốc lãng phí một tháng trời. Ngay cả lối vào của phân đà Diên Giang cũng không tìm thấy, trong khi người ta thậm chí đã trà trộn vào cấp cao của phân đà Diên Giang rồi. Nhóm người các hạ có thể tuyển mộ tín đồ thông thường như Tần Nguyên Hạo mà phải không? Có thể tuyển tiểu nữ tử vào đó không? Lục Dương lắc đầu, tín đồ thông thường không tiếp xúc được với cơ mật của Bất Hủ giáo. Cô nương buộc phải trải qua cuộc khảo nghiệm do tổng bộ của Bất Hủ giáo tổ chức. Thật lòng mà nói, tại hạ không nghĩ rằng cô nương có thể vượt qua khảo nghiệm, khả năng bại lộ thân phận khá cao. Lan Đình khẽ rũ mắt xuống, có chút thất vọng. Lục Dương lại nói tiếp, tuy nhiên, bọn tại hạ có thể ngụy tạo một thân phận cho cô nương, nói rằng cô nương là người họ hàng xa của tại hạ chẳng hạn, đến đây để nương nhờ. Cô nương đi theo bọn tại hạ, tỏ ra vẻ là làm việc ở quán nướng, khi nhóm người tại hạ hành động, cô nương ở bên cạnh hỗ trợ. Như vậy, cũng có thể xem là hoàn thành một phần nhiệm vụ. Thật sự có thể sao? Lan Đình không ngờ còn có chuyện tốt như vậy. Mancos cũng không ngờ rằng cuối cùng quán nướng cũng đã tuyển được người mới. Lục Dương gật đầu, tất nhiên là có thể, cô nương là tu sĩ ở giai đoạn trúc cơ, là một chiến lực tương đối mạnh, đối với bọn người tại hạ là một sự trợ giúp lớn. Chỉ là dáng vẻ của cô nương quá bắt mắt, cần phải ngụy trang một chút. À, đúng rồi, cô nương có biết thuật biến hình không? Nếu không biết thì tại hạ có thể dạy cho cô nương. Chương 84, quán đậu hủ trên phố lớn Tiền Môn. Sau khi Lan Đình nhìn thấy Lục Dương biến thành Mancos bằng một bài tượng hình quyền, cô ấy lặng lẽ lấy ra một lá bùa màu vàng. Vẫn là tự mình vẽ một tấm bùa biến hình thôi. Không hổ là tiên môn nổi tiếng với sức sáng tạo và pháp thuật, dùng quyền pháp ngụy trang thành thuật biến hình, đây là có cảm ngộ sâu sắc đến nhường nào đối với pháp thuật mới có thể làm được việc như vậy. Chắc hẳn cảm ngộ về pháp thuật của Lục Dương đạo hữu đã đạt đến cảnh giới, trông pháp không phải pháp, trông thuật không phải thuật, nhắm thẳng đến căn nguyên. Trong cùng một cấp độ, Lan Đình cho rằng không ai có thể vượt qua Lục Dương về độ uyên thâm trong pháp thuật. Lục Dương lúc này mới nhớ ra rằng, trước đó Lan Đình lấy đi tấm da hổ cũng là để tạo phù, xem ra cô ấy khá có trình độ trong lĩnh vực phù văn. Lan Đình chỉ vào đôi mắt của mình, đôi mắt của tiểu nữ tử có chút kỳ lạ, rất nhạy cảm với các hoa văn, có thể nhìn thấu hạch tâm của phù văn cũng như trận nhãn của trận pháp. Trời sinh có thiên phú trong việc tạo phù vẽ trận. Tuy nhiên, tinh lực của tiểu nữ tử có hạn nên chỉ tập trung tinh lực vào tạo phù, trận pháp thì chỉ biết chút ít. Lan Đình nói rất khiêm tốn, nhưng thực tế đây là dạng thiên phú vô cùng đáng kinh ngạc. Dạng thiên phú này định sẵn sẽ đi được rất xa trong lĩnh vực phù văn và trận pháp, khiến cho nhiều bậc thầy về phù văn và trận pháp cảm thấy ngưỡng mộ. Rất nhanh, Lan Đình đã vẽ xong một tấm phù biến hình, dán lên cơ thể. Cả người từ vẻ đẹp tuyệt luân biến thành một hình dáng bình thường, hết sức kỳ diệu. Như vậy, quán nướng nghênh đón thêm một nhân viên mới. Sau khi Lan Đình gia nhập quán nướng được 2 ngày, quán nướng vẫn bận rộn như thường ngày, có nhân viên mới tham gia, công việc của ba người họ nhẹ nhàng hơn không ít. Lục Dương chú ý thấy Mancos có vẻ không vui, bèn vừa lên món cho khách vừa sử dụng thần thức để hỏi, xảy ra chuyện gì rồi sao, trông dáng vẻ của huynh cơ hồ không mấy phấn chấn. Mancos gật đầu, không biết Lục huynh có để ý thấy không, trong vài ngày gần đây số lượng khách đến quán nướng của chúng ta đã giảm, đệ đã tính thu nhập trong vài ngày nay, đúng thật là như vậy. Lục Dương thoáng ngạc nhiên, hắn thật sự không để ý đến điều này, có phải vì Lan Đình. Có nhân viên nữ gia nhập thì việc kinh doanh sẽ tốt hơn mới đúng. Không, số lượng khách đã giảm trước khi Lan Đình đến đây,
đệ cũng không nghĩ ra nguyên nhân, không biết đã xảy ra vấn đề ở đâu. Mancos cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này. Lục Dương không bận tâm, hắn chỉ mong sao quán nướng ít khách hơn, vậy huynh cứ nghĩ tiếp đi, đệ đi giao đồ ăn. Một tháng trước đó, theo kiến nghị của Mạnh Cảnh Chu, quán nướng đã tăng thêm nghiệp vụ giao đồ ăn. Ban ngày, họ để một cái hòm ở trước cửa, ai muốn đặt món thì dùng giấy viết món xiên thịt mà mình muốn ăn, thời gian giao hàng và địa chỉ. Vào buổi tối, ba người họ sẽ ngẫu nhiên phụ trách giao hàng. Hôm nay đến lượt Lục Dương. Trong vài ngày gần đây, Lục Dương chưa từng ra ngoài vào buổi tối. Lần này khi ra ngoài, hắn nhận thấy rằng số lượng người đi đường ít hơn một chút so với thường lệ. Có thể vì lý do này mà dẫn đến lượng khách đến quán nướng đã giảm đi đôi chút, Lục Dương nghĩ. Để ta xem lần này phải giao đến đâu. Quán đậu hủ trên phố lớn Tiền Môn. Ôn Hương Ngọc từ sớm đã nghe nói ở gần đây có khai trương một quán nướng rất đắt khách, cô rất muốn thử một phen, xem liệu có thật sự ngon như lời đồn hay không. Tuy nhiên, kể từ khi trượng phu qua đời, sau khi cô kế thừa quán đậu hủ của trượng phu, bèn hiếm khi ra khỏi nhà vào ban đêm. Không phải cô khoe khoang, với da trắng mặt xinh như cô, không biết được bao nhiêu người thèm muốn, việc đi ra ngoài một mình là một việc vô cùng nguy hiểm. Sau này, cô nghe nói rằng quán nướng có dịch vụ giao đồ ăn, cô bèn viết ra những món mình muốn ăn lên tờ giấy, rồi bỏ vào trong chiếc hòm nằm bên ngoài quán nướng. Mấy ngày gần đây, cô đều rất buồn ngủ, hôm nay càng nghiêm trọng hơn, xiên nướng còn chưa được giao đến, cô đã không thể chống lại cơn buồn ngủ, từ sớm đã nằm trên giường. Nhân viên của quán nướng chắc hẳn có thể kêu thức mình. Lư Chí là tên trộm khiến cho các bổ khoái thấy đau đầu trong thời gian gần đây. Gã thường xuyên nhân lúc trời tối lẻn vào nhà của người khác, lợi dụng lúc người ta đang ngủ say để trộm cắp tiền của, sau đó nhanh chóng tẩu thoát, hiếm khi để lại manh mối. Bổ khoái dò hỏi các hàng xóm xung quanh, câu trả lời mà họ nhận được đều là lúc đó họ ngủ quá sâu, không để ý đến động tĩnh bên ngoài. Lần này, gã nhắm mục tiêu vào quán đậu hủ trên phố lớn Tiền Môn. Cô chủ quán là một quả phụ xinh đẹp có tiếng, đậu hủ do cô ấy làm ra nổi tiếng gần xa. Số tiền kiếm được trong vài năm gần đây khiến các cửa hàng xung quanh thèm đỏ mắt. Thân thủ của Lư Chí mẫn tiệp, giống như một con khỉ, im hơi lặng tiếng mà leo lên mái nhà, thoáng xoay người, mở ra cửa sổ tầng 2. Cô ấy chắc đã ngủ rồi. Lư Chí tự tin tột độ, gã tình cờ có được một tấm phù vàng có thể khiến người ta ngủ say, dán ở bên ngoài ngôi nhà. Mọi người trong phạm vi 50 mét đều sẽ bị ảnh hưởng, ngủ say như chết, chiêu này dùng cả trăm lần vẫn linh nghiệm. Lư Chí rón ra rón rén, chẳng dám thở mạnh, nhìn thấy mỹ nhân nằm trên giường, nở ra nụ cười nhạt với vẻ như đạt được mưu đồ. Sau đó, gã quay người đi lục tìm những vật đáng tiền trong tủ quầy, dựa theo kinh nghiệm của gã, phụ nữ đều thích để đồ ở đây. Không có. Lư Chí nhăn mày, quay đầu nhìn về phía vị trí của cô chủ quán tiệm đậu hủ. Nếu ở đây đã không có, vậy thì chắn hẳn ở dưới giường. Gã cẩn thận từng ly từng tí mà cúi xuống, thò đầu xuống dưới giường, trái tim của gã bỗng dừng đập. Không ngờ dưới giường lại có một khuôn mặt người. Có ma. Trịnh Thủ Hà là hái hoa tặc khiến cho các bổ khoái đau đầu trong thời gian gần đây. Gã ta thường trốn ở dưới giường của phụ nữ độc thân từ trước. Lợi dụng lúc người phụ nữ đang ngủ say, từ dưới giường chui ra, rồi làm nhục người phụ nữ ấy. Tuy nhiên, đôi khi gã ta cũng phải đối mặt với tình huống gặp phải người phụ nữ ngoại tình. Lúc đó gã ta chỉ có thể ngoan ngoãn mà cắn răng núp dưới giường chờ đợi. Lần này, gã ta nhắm mục tiêu vào quán đậu hủ trên phố lớn Tiền Môn. Cô chủ tiệm đậu hủ là một quả phụ xinh đẹp có tiếng, không biết đã câu đi hồn phách của bao nhiêu người. Trịnh Thủ Hà vẫn như thường lệ, từ sớm đã trốn ở dưới giường, đợi đến khi màn đêm buông xuống, cùng với cô chủ tiệm đậu hủ thỏa một đêm xuân nồng. Buồn ngủ quá. Trịnh Thủ Hà chưa bao giờ thấy buồn ngủ như hôm nay, thường ngày. Gã ta càng chờ càng tỉnh táo, nhưng hôm nay không biết do cơ sự gì, cơn buồn ngủ cứ không ngừng tràn lên. Mí mắt trên và dưới như thể đang đánh nhau, gã ta cố gắng mở mắt vài lần, nhưng không thể chống lại cơn buồn ngủ, liền ngủ thiếp đi. Một tiếng kêu la thất thanh đánh thức gã ta, hình như là đang hét ma quỷ hay gì đó. Trịnh Thủ Hà bỗng chốc mở mắt, nhìn thấy Lư Chí đang nằm sấp dưới giường, kinh hoàng nhìn chằm chằm vào mình. Gã ta đột nhiên ra tay, dùng một tay bụng miệng Lư Chí, chui ra khỏi giường. Dùng tay còn lại lấy con dao găm từ phía sau thắt lưng, kề lưỡi dao lên cổ của Lư Chí. Trịnh Thủ Hà còn nhìn thấy Ôn Hương Ngọc,
người đang co thành một nhúm, run lẩy bẩy trên giường. Hiển nhiên, Ôn Hương Ngọc cũng bị đánh thức bởi tiếng hét của Lưu Trí. Ngươi cũng đứng dậy, hôm nay là ngày suối quẩy gì thế? Trịnh Thủ Hà chửi đồng, tìm một sợi dây, bắt đầu trói chặt Lưu Trí. Dự định khi đã thỏa mãn với Ôn Hương Ngọc, liền giết cả hai người bọn họ. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên từ dưới tầng trệt. Có ai ở đấy không? Ta là người giao đồ ăn đây. Trịnh Thủ Hà tặc lưỡi một tiếng, vận khí của ngày hôm nay quả thật đen đúa. Gã ta trói chặt Lưu Trí, bảo Ôn Hương Ngọc cùng mình xuống tầng trệt. Trịnh Thủ Hà đe dọa Ôn Hương Ngọc bằng con dao găm nhỏ, giọng nói, ngươi bảo người bên ngoài rời khỏi đây. Mọi người trong quận Diên Giang đều biết rằng quá phụ xinh đẹp của tiệm đậu hủ sống một mình. Nếu bản thân bảo người ở bên ngoài rời đi, đối phương nghe thấy là một giọng nam, ắt hẳn sẽ trở nên ngờ vực. Để đồ ở cửa được rồi, lát nữa ta sẽ ra lấy. Ôn Hương Ngọc hô lên với chất giọng yếu ớt. Không được, các hạ còn chưa trả tiền mà. Người ở ngoài cửa đáp lời. Mặt của Trịnh Thủ Hà lộ ra nét hung tàn. Nếu ngươi đã muốn đâm đầu vào chỗ chết, vậy thì không trách được người khác rồi. Các bạn đang nghe chuyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 85, Nghịch Thọ Nguyên Phủ. Mở cửa cho hắn. Trịnh Thủ Hà nắm chặt con dao găm, kề vào lưng của Ôn Hương Ngọc. Ôn Hương Ngọc không còn cách nào khác, chỉ có thể mở cửa. Sau khi cửa mở, một gương mặt thanh tú xuất hiện, đó chính là Lục Dương. Ôn Hương Ngọc liều mạng đưa mắt ra hiệu cho Lục Dương, để hắn nhanh chóng chạy trốn, nhưng Lục Dương cứ như không thấy, trên mặt nở một nụ cười giả tạo mang tính nghiệp vụ, đây là xiên nướng của các hạ. Trịnh Thủ Hà cũng nở một cười giả tạo mang tính nghiệp vụ, vừa nhìn liền biết đối phương là người thật thà. Quá dễ dàng để lừa hắn vào trong, vị tiểu huynh đệ này cứ vào trong ngồi trước đi, để ta đi lấy tiền cho ngươi. Lục Dương những tưởng là thật, bước vào trong, nhìn thấy trong căn nhà tối om, bèn cười nói, ngay cả đèn cũng không thắp, sớm thế mà đã ngủ rồi à. Ôn Hương Ngọc thấy Lục Dương ngờ nghịch bước vào trong nhà, trong lòng vô cùng sốt ruột, cô quyết liều một phen, muốn đẩy Lục Dương ra ngoài. Trịnh Thủ Hà há có thể không nhận ra sự khác thường của Ôn Hương Ngọc, giờ đã muộn rồi. Gã ta cười gằn một tiếng, quăng Ôn Hương Ngọc về phía sau, con dao găm trong bóng tối đâm về phía Lục Dương. Trịnh Thủ Hà ở trong bóng tối một thời gian dài, mắt đã thích nghi với bóng tối. Đối phương từ phố đi vào trong nhà, chắc chắn cần một thời gian để thích nghi với bóng tối, đây chính là cơ hội. Xem ra đêm nay đã được định sẵn là đêm đẫm máu. Lục Dương một cẳng đá bay Trịnh Thủ Hà ra xa hơn 4-5 mét. Nói chuyện khoa học với một người tu tiên làm gì chứ? Trịnh Thủ Hà không ngờ được cú đá này của Lục Dương. Cú đá này quá mạnh mẽ và nặng nề, như một tảng đá khổng lồ nện vào ngực của gã ta, tức thì mắt nổ đom đóm, xương sườn cũng gãy hết mấy cây, thổ huyết không thôi. Gã ta nhận ra mình đã gặp phải thứ dữ, nếu muốn sống sót thì nhất định phải sử dụng con tin. Trịnh Thủ Hà ép buộc bản thân kiềm chế cơn đau ở ngực bằng ý chí, lật người đi bắt lấy cổ tay của Ôn Hương Ngọc. Nếu ngươi dám động thủ một lần nữa, thì ta sẽ giết cô ta. Trịnh Thủ Hà đe dọa bằng giọng điệu hung tợn. Người trong lòng Trịnh Thủ Hà cười gằn, ngươi muốn giết ai cơ? Trịnh Thủ Hà cúi đầu, kinh hãi phát hiện ra rằng người mà hắn túm lấy không phải là Ôn Hương Ngọc, mà là Lục Dương. Lục Dương dùng một bàn tay ghì lên cằm của Trịnh Thủ Hà, tay còn lại đoạt lấy con dao găm, rồi dễ dàng phế hết tứ chi của Trịnh Thủ Hà. Vận khí kiểu gì đây, giao một đơn hàng cũng có thể gặp phải nhiều chuyện như vậy. Lục Dương thở ra một hơi, thắp cháy nến, ánh sáng lờ mờ thắp lên trong phòng. Ôn Hương Ngọc không ngờ mọi thứ lại thay đổi nhanh như vậy, tiểu nhị của quán nướng như thể thần tiên giáng trần, trong chớp mắt, kẻ xấu hung ác đã bị chế ngự. Không sao chứ, Lục Dương dìu Ôn Hương Ngọc đang ngồi ngây người dưới đất đứng dậy. Không, không sao cả. Không sao thì tốt, vậy thì trả tiền xiên nướng đi. Lục Dương nói một cách lịch sự. À, ồ, lúc này Ôn Hương Ngọc mới nhớ rằng Lục Dương đến để giao đồ ăn, nhân tiện giải cứu cô. Sau khi trả tiền cho Lục Dương, Ôn Hương Ngọc vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi, muốn nói chút gì đó để giảm bớt nỗi sợ trong lòng. Các hạ là tu sĩ à? Đúng vậy, tu sĩ cũng mở quán sao? Vì cuộc sống mà thôi. Trịnh Thủ Hà đang kêu gào trên sàn nhà, hối hận không thôi. Vận khí kiểu gì,
ra cửa bèn gặp phải tu sĩ. Bây giờ tu sĩ đã sa đọa đến mức giao đồ ăn để duy trì cuộc sống rồi sao? Lục Dương nhìn dáng vẻ như sống sót sau cơn đại nạn của Ôn Hương Ngọc, lắc đầu phì cười, để ta cùng cô nương đi báo án. Cảm ơn. Ôn Hương Ngọc nhớ đến tên trộm ở tầng trên. Đúng rồi, trên lầu còn có một người, có lẽ là đồng bọn của gã ta. Ôn Hương Ngọc vừa tỉnh dậy liền thấy Trịnh Thủ Hà cùng Lưu Chí, nghĩ rằng cả hai người là một bọn, chẳng qua vì vẻ đẹp của bản thân mà nội bộ xảy ra tranh chấp. Lục Dương đi đến tầng trên, nhìn thấy Lưu Chí bị trói chặt, cũng nghĩ rằng gã là đồng bọn của Trịnh Thủ Hà, không ngờ còn là băng nhóm tội phạm. Lưu Chí kêu oan, ngươi đừng có nói bậy, ta không cùng bọn với người đó, gã ta là tên bắt cóc, còn ta chỉ là tên trộm, khung hình phạt cơ bản của hai người bọn ta cũng không giống nhau. Lục Dương cười, ngươi cũng khá hiểu hình luật đấy chứ. Trong nghề của chúng ta, trước khi gây án đều tra xem pháp luật trước tiên, để xem thử có thể bị tuyên án bao nhiêu năm. Lưu Chí nói, có thể thấy gã rất lành nghề. Vậy đi thôi, đi nha môn xem thử ngươi có thể bị tuyên mấy năm. Lưu Chí nghe đến việc đi nha môn, hoảng sợ đến gấp rút xin tha, đừng, 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 huynh đệ, chúng ta có chuyện thì từ từ thương lượng, mọi người đều lăn lộn trên giang hồ. Cớ chi lại phải ép nhau ác như vậy, bằng không vậy đi, ta cho huynh đệ một món đồ tốt, còn huynh đệ tha cho ta phen này được không? Lục Dương quan sát Lưu Chí, thấy gã chỉ là một người phàm, món đồ tốt gì? Tấm giấy hoàng chỉ có thể làm cho người khác ngủ say, có được tấm giấy này, ngươi muốn khiến người nào ngủ thì người đó sẽ ngủ, ngươi có thể làm bất cứ điều gì với họ. Lục Dương liên tưởng đến những chuyện khác thường gần đây, nhăn mày lại, nhận ra rằng vấn đề không đơn. Giản, hỏi với ngữ khí lạnh lùng, thứ đó ở đâu? Lưu Chí cũng không ngốc, nào có thể ngươi hỏi gì thì ta phải lập tức trả lời, ngươi đồng ý tha cho ta trước đi. Lục Dương thề thốt một cách trang trọng, ta, Trì Tự Long, thề với trời, nếu ta không tha cho ngươi, thì Trì Tự Long sẽ bị trời phạt thiên lôi đánh. Lưu Chí mừng rỡ, tấm giấy hoàng chỉ ở góc tường bên ngoài tầng 1. Hiển nhiên, Lưu Chí cũng không được thông minh cho lắm. Lục Dương nhảy xuống từ tầng 2, đi một vòng quanh tầng 1, quả nhiên tìm thấy một tấm giấy hoàng chỉ. Trên tấm giấy hoàng chỉ có những ký hiệu mà Lục Dương không hiểu, giống như một loại bùa chú nào đó. Hắn cất tấm giấy hoàng chỉ lại, rồi quay trở lại tầng 2, ngươi có được thứ này từ đâu? Ở ngay dưới Đại Thạch Kiều, có một lần ta ngồi thuyền trốn chạy, vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy một tấm giấy hoàng chỉ dán ở dưới Đại Thạch Kiều. Lục Dương gật đầu và xuống tầng dưới để nối lại cặp chân của Trịnh Thủ Hà, áp giải hai tên bọn chúng đến nha môn, còn Ôn Hương Ngọc thì nhắm mắt theo đuôi, đi ở phía sau. Ê, 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 ngươi nói chuyện không giữ lời. Lưu Chí hét lớn. Lục Dương lạnh lùng cười một tiếng, ngươi chịu thiên lôi đánh là Trì Tự Long, liên quan gì đến Lục Dương ta? Trùng hợp thay, đêm nay là ca trực của vệ bổ đầu, khi y nhìn thấy Lục Dương áp giải hai tên tội phạm đến nha môn, y nảy sinh cảm giác dạng như là lại là ngươi. Vệ bổ đầu nghe xong tình hình của hai tên tội phạm, gạt bỏ tâm tư đùa cợt, trở nên nghiêm túc, tên Trịnh Thủ Hà này mang án mạng trên người, là tên tội phạm nguy hiểm, Lục Dương đã lập công lớn. Đây là tấm giấy hoàng chỉ mà Lưu Chí nhắc đến. Lục Dương đưa tấm giấy hoàng chỉ cho vệ bổ đầu, hắn đã ghi nhớ các ký hiệu trên giấy hoàng chỉ. Vệ bổ đầu nhận lấy giấy hoàng chỉ, y cũng nhận ra vấn đề trong đó. Y nghe nói một số thuộc cấp cảm thấy buồn ngủ vào ban ngày, bản thân y không cảm nhận được điều đó, cho rằng không phải việc gì lớn, nhưng giờ đây, xem ra là có người đang dốc tâm huyết để giở trò. Hiện tại không biết có bao nhiêu tờ giấy hoàng chỉ như vậy ở trong quận Diên Giang. Tuy nhiên, vệ bổ đầu cũng không biết phù văn trên tờ giấy hoàng chỉ có ý nghĩa gì, phải đợi đến ca làm của tổng bổ đầu vào ngày mai để trưng cầu ý kiến của tổng bổ đầu. Cảm ơn nhiều. Ngày mai tặng thêm cho các hạ một lá cờ thưởng. Vệ bổ đầu hoàn thành việc lấy lời khai của Lục Dương và Ôn Hương Ngọc, vẫy tay cáo biệt. Trước khi rời đi, Lục Dương đến Đại Lao một chuyến, tìm đến Trì Tự Long, ta có một người huynh đệ tên là Trịnh Thủ Hà sẽ vào đây một thời gian, làm phiền ngươi chiếu cố y một chút. Trì Tự Long cười lạnh, ngươi cũng có lúc xin ta giúp đỡ, chiếu cố. Thần công nhổ đá của ta đã luyện đến Đại Thành, hãy xem ta xử lý gã ta như thế nào. Sau khi đưa Ôn Hương Ngọc trở về tiệm đậu hủ, Lục Dương kiên quyết từ chối đậu hủ do Ôn Hương Ngọc biếu tặng. Bận bịu một vòng như thế, quán nướng đã đóng cửa. Khi Lục Dương trở về, hai con ma chảnh đang rửa bát. Lục Dương đưa cho Lan Đình bức vẽ của phù văn trên giấy hoàng chỉ,
cô nương xem thử phù văn này, công hiệu của nó có phải là làm cho người ta bị chìm vào giấc ngủ sâu hay không? Sau khi Lan Đình xem xét kỹ càng một phen, cô ấy hiện lên vẻ kinh ngạc, các hạ tìm thấy nó ở đâu, đây là nghịch thọ nguyên phù. Phù chú này sẽ hút đi thọ mạng của con người, những biểu hiện ở bên ngoài của người bị hút đi thọ mạng là tinh lực không tốt, ngủ ly bì. Loại phù văn này chỉ có hiệu quả đối với người phàm, nhưng nó không có chút ảnh hưởng gì đến người tu tiên. Chương 86, tên gian tế nấu mình trong quan phủ. Hiện nay có rất nhiều người có triệu chứng ngủ ly bì, không lẽ nghịch thọ nguyên phù đã bắt đầu hút đi thọ mạng của người bình thường rồi sao? Lan Đình lắc đầu, không phải như vậy, thọ mạng là căn nguyên của sự sống, không thể dễ dàng lay chuyển như vậy. Dựa theo mô tả của các hạ, trong mấy ngày gần đây, người dân mới xuất hiện triệu chứng ngủ ly bì. Hiện tại chỉ là đoạn mở đầu, ít nhất cũng phải qua nửa tháng nữa mới thực sự bắt đầu hấp thụ thọ mạng. Quá trình chính thức hấp thụ thọ mạng cực kỳ lâu dài, hơn nữa khó mà nhận biết. Tuy nhiên, nghịch thọ nguyên phù cũng có phương pháp để cưỡng chế phát động. Phương pháp gì? Lục Dương truy hỏi. Lan Đình nghiêm túc nói, dùng nghịch thọ nguyên phù làm điểm liên kết, bố trí thành nghịch thọ nguyên trận, lấy máu người làm vật dẫn. Không cần đợi nửa tháng, có thể kích hoạt đại trận, sử dụng thọ mạng của người phàm để nâng cao tu vi của bản thân. Trên thực tế, nghịch thọ nguyên phù và nghịch thọ nguyên trận là kiến thức ít được quan tâm, chỉ có ít ỏi vài quyển sách ghi chép về chúng. Hơn nữa do nghịch thọ nguyên phù là một phương pháp bàng môn tả đạo chính cống, những thư tịch ghi chép về nghịch thọ nguyên phù đã bị liệt vào hàng sách cấm. Ngay cả những bậc thầy về trận pháp có học thức uyên bác cũng có khả năng chỉ từng nghe qua tên của nghịch thọ nguyên phù mà không biết về thiết kế của nó. Cũng chính vì Lan Đình xuất thân từ Nguyệt Quế Tiên Cung, có tư cách tiếp xúc với những cuốn sách cấm này. Cô ấy tự cho là mình hiểu biết không sâu về trận pháp, nhưng với kho tàng kiến thức mà cô ấy thể hiện ra ngoài, thì tuyệt nhiên không thể đánh giá được bằng mỗi 4 từ hiểu biết không sâu. Lan Đình lại tiếp tục nói, tuy nhiên, người vẽ nghịch thọ nguyên phù có lẽ không biết nghịch thọ nguyên trận. Trước khi nghịch thọ nguyên trận được phát động, ngay cả dấu hiệu ngủ ly bì cũng không có, nó còn kín đáo hơn. Nhưng cũng có khả năng là nghịch thọ nguyên trận đang được bố trí, vẫn chưa hoàn thành. Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt đứng bên cạnh lắng nghe, cả hai đều nhận ra vấn đề. Hiện tại, mọi người trong cả quận Diên Giang đều có triệu chứng ngủ ly bì, điều đó cho thấy nghịch thọ nguyên phù đang được giấu ở nhiều vị trí trong quận. Người đứng sau mưu đồ này có tham vọng rất lớn. Sau khi nghịch thọ nguyên trận được kích hoạt, nó có thể nâng cao cảnh giới của người bố trận đến mức nào? Lan Đình lắc đầu, khó nói chắc được. Điều này phụ thuộc vào việc nghịch thọ nguyên trận hấp thụ được bao nhiêu thọ mạng, trước mắt vẫn chưa thể nhìn ra được. Đi, đến Đại Thạch Kiều xem thử, nói không chừng ở đó vẫn còn nghịch thọ nguyên phù. Lục Dương gọi theo 3 người họ. Ở phía tây của quận Diên Giang có một con sông lớn được gọi là Ẩn Long Giang. Phần chảy qua quận Diên Giang của Ẩn Long Giang có dòng chảy êm đềm, thường có người thích đến đây du ngoạn. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng của quận Diên Giang, hai chữ Diên Giang trong tên của quận được bắt nguồn từ đây. Đại Thạch Kiều mà Lư Chí, tên trộm đột nhập vào nhà dân trộm cắp bất thành nhắc đến chính là ở nơi này. Lúc này đang là giữa đêm, trên Ẩn Long Giang không một bóng người, 4 người họ đi cùng nhau đến Đại Thạch Kiều, tìm khắp xung quanh một vòng, nhưng cũng không tìm thấy thêm một tấm nghịch thọ nguyên phù nào. Quả nhiên đối phương cũng không ngốc, không đặt 2 tấm nghịch thọ nguyên phù ở cùng một nơi. Sáng tinh mơ hôm sau, vệ bổ đầu bèn tìm đến tổng bổ đầu, phòng Thanh Vân. Tiểu vệ, tìm ta có chuyện gì? Sư phụ, người có chú ý rằng gần đây dân chúng trong quận Diên Giang thường xuyên đi ngủ sớm vào ban đêm, nhưng sáng sớm lại không thức dậy nổi. Phòng Thanh Vân gật đầu, đúng là có chuyện như vậy. Ta nghĩ có thể là do vật giá của quận Diên Giang tăng cao, nhưng thu nhập không tăng, gây nên áp lực lớn lên cuộc sống của dân chúng. Ban ngày họ đã gắng sức làm việc kiếm tiền. Vệ bổ đầu khổ não mà xoa trán, cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Sư phụ, con biết người rất muốn thăng chức, thời gian gần đây đang đọc những quyển sách về kinh tế xã hội, làm nền tảng cho việc thăng chức sau này, nhưng liệu sư phụ có từng nghĩ rằng người hoàn toàn không phù hợp với việc đưa ra giải pháp phát triển? Có chuyện thì nói, có dám thì mau thả. Chuyện là như thế này, tối qua có một người dân nhiệt tình bắt được một tên trộm đột nhập vào nhà dân để trộm cắp. Dựa theo lời khai của tên trộm, gã ta tình cờ nhặt được một tấm phù có thể khiến người khác ngủ mê, ước chừng có thể khiến cho người trong phạm vi 50 mét buồn ngủ. Vệ bổ đầu lấy tấm phù từ trong chiếc hộp có dán giấy niêm phong.
Giấy niêm phong có công hiệu phong ấn, y nhận thấy phù ngủ mê này không có tác dụng đối với mình, nhưng lại có hiệu quả cực tốt đối với người bình thường. Những người cùng trực ca đêm với y đã ngủ hết cả rồi. Y đành phải khóa tấm phù trong chiếc hộp. Sư phụ có biết thứ này không? Phòng Thanh Vân tỉ mỉ quan sát một lúc, lắc đầu tỏ ý bản thân cũng không biết. Lý Thái Thú thấy nhiều biết rộng, có thể ông ấy biết thứ này. Khi hai người họ cùng nhau tìm được Lý Thái Thú, ông ấy đang vùi đầu vào xử lý chính sự. Cả hai người họ đều ngưỡng mộ Lý Thái Thú không thôi. Lý Thái Thú với tư cách là một tu sĩ giai đoạn kim, đan, đã đến quận Diên Giang được 20 năm. Quận Diên Giang không có bất kỳ thay đổi nào so với trước đây, nhưng mỗi khi có cấp trên đến thị sát hoặc khi Lý Thái Thú đi báo cáo với cấp trên, quận Diên Giang luôn trình diện ra hình ảnh tốt nhất, như thể quận Diên Giang đã có sự thay đổi to lớn trong 20 năm nay. Lý Thái Thú, tại hạ có việc cần báo cáo, Phòng Thanh Vân nói. Lý Thái Thú đặt cây bút lông xuống, ra hiệu hai người họ ngồi xuống nói chuyện. Vệ bổ đầu theo đúng sự thật mà báo cáo về tình hình tối qua, còn lấy ra tấm phù, mời Lý Thái Thú xem xét. Lý Thái Thú híp mắt lại, khẽ ơ một tiếng, như nhớ ra một điều gì đó, chìm vào suy ngẫm, sau vài phút mới nói, nếu ta nhớ không nhầm, thì đây có lẽ là nghịch thọ nguyên phù. 30 năm trước, ta đang đảm nhận công tác đả kích ma đạo ở quận Bà Dương, khi trao đổi kinh nghiệm với các đồng liêu đến từ các quận khác. Có người đồng liêu từng nói khái quát về loại phù này, nói rằng đây là nghịch thọ nguyên phù, có thể hút đi thọ mạng của con người, chuyển hóa thành tu vi, đích thị là một thủ đoạn của ma đạo. Lý Thái Thú nghiêm trang nói, lễ Thái Xuân sắp đến, lúc đó sẽ có một lượng lớn dân chúng từ các quận khác đến đây du ngoạn, bao gồm cả người bình thường và tu sĩ. Lễ Thái Xuân là chiêu bài vang dội nhất của chúng ta, không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Các ngươi nhất định phải bắt được tên ma đạo đã dán những tấm phù này trước khi lễ Thái Xuân bắt đầu. Mấy tên ma đạo này đúng thật là vô pháp vô thiên, chẳng coi triều đình ra gì. Phòng Tổng Bổ, ngươi cần đặc biệt chú ý tới vụ việc này, một khi nghịch thọ nguyên phù thành thục, hậu họa khôn lường. Sau đó, ngữ điệu của Lý Thái Thú lại thay đổi, tất nhiên, nếu ngươi bắt được kẻ chủ mưu, đó cũng là một công lao lớn, ta sẽ báo cáo lên trên. Nếu có thể, thì ngươi tốt nhất nên đột phá tu vi một lần, như vậy thì việc thăng quan tiến chức sẽ chắc như đinh đóng cột. Vâng, nếu không còn chuyện gì nữa thì bọn ngươi về đi, lát nữa, ta còn có cuộc họp. Ngày thứ hai, nhóm người Lục Dương còn muốn tiếp tục lần theo dấu vết để tìm vị trí của nghịch thọ nguyên phù. Chưa ra khỏi nhà, sở đà chủ đã sai người đến đưa tin, bảo Lục Dương đến gặp mặt một chuyến. Lục Dương không hiểu tại sao sở đà chủ chỉ gọi mình mà không gọi ai khác. Hắn thầm cảnh giác trong lòng, cảm thấy việc này có chút kỳ lạ. Sở đà chủ đeo mặt nạ ngồi trên ghế ngọc, chống tay đỡ đầu, giọng nói khàn khàn, nghe nói tối qua, ngươi bắt được tên trộm, còn tìm thấy một tấm phù có thể khiến người ta ngủ say. Lục Dương cung kính trả lời, đúng vậy, tại hạ nghi ngờ tấm phù này là thủ đoạn của ma đạo chúng ta. Muốn tìm ra người đã vẽ tấm phù này, giết người cướp của, để học được tài nghệ vẽ những tấm phù như vậy. Sở đà chủ xua tay, việc thiết lập quan hệ tốt với quan phủ cố nhiên là cần thiết, nhưng lần này thì khác, quan phủ sẽ dốc sức điều tra vụ việc này, có sự tham gia của tu sĩ giai đoạn kim đan, rất nhanh liền sẽ tra ra ngọn ngành. Ngươi đừng nhúng tay vào nữa, để tránh bại lộ thân phận, tự quấn mình vào trong đó. Bất quá là một tấm phù khiến người ta ngủ say, không đáng để mạo hiểm. Lục Dương sửng sốt, sự việc xảy ra vào tối hôm qua mà mới sáng hôm nay sở đà chủ đã biết chuyện. Hơn nữa còn biết rằng có tu sĩ giai đoạn kim đan sẽ ra tay, việc này ngay cả bản thân cũng không biết. Phân đà Diên Giang đã cài cắm gian tế trong quan phủ. Giải thích, Diên Giang có thể được hiểu là dòng sông kéo dài. Hết giải thích. Các bạn đang nghe chuyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 87, học ẩn thân phù. Lúc mới đến quận Diên Giang, Man Cốt từng đề xuất báo cáo sự việc về phân đà Diên Giang cho quan phủ địa phương biết, phối hợp tìm kiếm Tần Nguyên Hạo, nhưng đã bị Lục Dương và Man Cốt phủ quyết với lý do quan phủ không đáng tin. Đối với tình hình trước mắt mà nói, thì mối quan ngại của hai người họ cũng không phải là vô lý. Phân đà Diên Giang đã cài cắm gian tế vào trong quan phủ, hơn nữa có địa vị không thấp. Sở đà chủ nói một cách chậm rãi, Lục Dương, trong cấp cao của phân đà Diên Giang, người mà ta đánh giá cao nhất chính là ngươi.
Sau lễ Thái Xuân, cấp trên sẽ cử người đến tiến hành khảo sát phân đà Diên Giang. Lần khảo sát này khác với những lần trước đó, lần này đã có ngươi, Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt, ba hạt giống của ma đạo. Đánh giá của cấp trên đối với ta sẽ tăng lên không ít. Ta có cơ hội cực lớn sẽ thăng chức, như vậy, vị trí đà chủ sẽ bị bỏ trống. Theo thường lệ, đà chủ mới sẽ được chọn từ cấp cao của chính phân đà đó. Mặc dù lịch duyệt của ngươi còn kém, nhưng suy xét đến đánh giá của giáo chủ đối với ngươi, thì việc ngươi được bổ nhiệm làm đà chủ mới cũng không phải là không có khả năng. Các đối thủ cạnh tranh của ngươi hiện tại vẫn đang bị giam trong đại lao, 3 ngày sau mới có thể ra ngoài, hành động ngu xuẩn như vậy, đánh giá của cấp trên đối với những người này sẽ không cao lắm. Lễ Thái Xuân là ngày lễ lớn trong những quận phụ cận, ảnh hưởng không nhỏ. Nếu như ngươi có thể làm ra một số việc trong ngày lễ như vậy, thì cấp trên sẽ coi trọng ngươi hơn. Sở đà chủ như có tựa không mà chỉ bảo Lục Dương. Lục Dương thuật lại lời của sở đà chủ cho nhóm người Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt đều cảm thấy hết sức may mắn khi họ đã chọn cách đặt điều sinh sự với Tần Nguyên Hạo, chứ không phải nhờ quan phủ giúp đỡ. Nếu không, thì còn đâu quán nướng phát đạt như vậy. Lục Dương cảm thấy điều mà họ quan tâm phải chăng có chỗ nào đó không đúng. Chỉ là không biết rốt cuộc ai là tên gian tế được sở đà chủ bố trí. Cả bốn người họ đều rất bối rối, họ không biết trong quan phủ có những người nào đủ tư cách để biết về vụ việc tấm phù vàng. Không sao, đợi khi huynh trở thành đà chủ thì sẽ biết được ai là gian tế rồi. Sở đà chủ xem trọng huynh như thế, trước khi đi, ắt hẳn sẽ nói cho huynh biết. Mạnh Cảnh Chu cười ha hả, không ngờ Lục Dương nhanh như vậy đã sắp thăng chức rồi. Nếu Lục Dương thăng chức, hắn ta và Man Cốt còn chẳng phải có thể thỏa sức quậy phá ở quận Diên Giang hay sao? Có người bảo kê chính là tốt như vậy. Khi bốn người họ đang thảo luận sôi nổi, bên ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa của vệ bổ đầu. Chủ quán Tiểu Lục, ta lại mang một lá cờ thưởng đến cho ngươi đây. Lục Dương mở cửa, nồng hậu chào đón vệ bổ đầu vào trong. Ồ, mọi người đều có mặt nhỉ, náo nhiệt thật. Vệ bổ đầu thuận miệng nói. Nhóm người tại hạ đang thảo luận về vụ án ngày hôm qua. Nghe Lục Dương nói như vậy, vệ bổ đầu cảnh cáo một cách nghiêm túc. Chủ quán Tiểu Lục, vụ án ngày hôm qua ngươi nhất định phải giữ bí mật, đừng nói với ai khác nữa. Ta cũng biết rằng các người đều không phải là người bình thường, mà là những tu sĩ đến đây trải nghiệm cuộc sống. Đôi khi còn xông pha làm việc nghĩa, nhưng lần này thì khác, lần này dính líu đến mấy tên tu sĩ ma đạo với thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ cần sơ suất một chút thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, các người nhất định không được tìm kiếm chủ nhân của mấy tấm phù này. Lục Dương bật cười, ma đạo nhắc nhở hắn đừng tham gia vào vụ việc này, chánh đạo cũng nhắc nhở hắn đừng dính líu tới vụ việc này. Đừng cười, đây là một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Vệ bổ đầu còn tưởng rằng Lục Dương không để tâm đến vấn đề này. Lục Dương tỏ vẻ nghiêm túc, đảm bảo rằng hắn sẽ không nhúng tay vào vụ việc này, lúc này vệ bổ đầu mới yên tâm rời đi. Uống chút trà rồi hãng đi. Vệ bổ đầu xua tay, thôi, lãnh đạo đang thúc giục, ta còn phải dẫn người đi tìm các tấm phù khác. Sau khi tiễn vệ bổ đầu đi, nhóm người Lục Dương lo lắng rằng nhân lực của nha môn không đủ, chưa chắc có thể bắt được kẻ nấu mình trong bóng tối. Nếu như xảy ra sơ suất trong chuyện này, thì không biết bao nhiêu thọ mạng của người dân sẽ bị lén lút đoạt đi. Lục Dương cúi đầu trầm tư, chúng ta đã học được cách che giấu khí tức, nhưng chỉ đơn thuần sử dụng cách này thì chưa chắc an toàn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lan Đình, người đang học xiên thịt cùng với bọn ma chành, trong đầu có một ý tưởng. Lan Đình đạo hữu, tại hạ có một việc muốn nhờ. Lan Đình cười nói, chúng ta cùng là đệ tử tiên môn, cùng nhau trảm yêu trừ ma, hiện tại tiểu nữ tử còn là thuộc cấp của các hạ, không cần xa lạ như vậy, gọi tiểu nữ tử là Lan Đình được rồi. Lục Dương dễ dàng thuận theo lẽ phải, Lan Đình, cô nương có thể dạy bọn tại hạ ẩn thân phù không? Lan Đình hiểu ý của Lục Dương, ý của các hạ là muốn sử dụng ẩn thân phù để che giấu thân thể, âm thầm ra tay giúp đỡ vệ bổ đầu. Lục Dương gật đầu, tất nhiên không vấn đề gì, ẩn thân phù không phải, là một loại phù văn khó, miễn là thiên phú không quá tệ, trong nửa ngày đã có thể học xong. Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt nghe nói có thể học được thứ mới, hơn nữa còn không phải do Lục Dương dạy, hết sức hào hứng. Nhóm người các hạ từng học qua phù lục chưa? Ba người họ cùng lắc đầu. Lan Đình không ngạc nhiên, vậy thì tiểu nữ tử sẽ từ đầu mà dạy cho nhóm người các hạ. Lan Đình cũng rất hào hứng, đây là lần đầu tiên cô dạy người khác, khi còn ở Nguyệt Quế Tiên Cung, đều là các sư tỷ dạy cô,
bây giờ cuối cùng cũng đến lượt cô làm thầy rồi. Bản chất của phù lục là cụ thể hóa pháp thuật trên giấy dưới phương thức hình vẽ. Cả ba người các hạ xuất thân từ Vấn Đạo Tông, thiên phú pháp thuật đều không kém, khi bắt đầu học sẽ rất dễ dàng. Phù đảm là linh hồn của một tấm phù có thể phát huy công hiệu hay không, phụ thuộc rất nhiều vào việc liệu có phù đảm chấn giữ trong đó hay không. Hình vẽ phổ biến nhất trong phù lục là vân lục tức là tạo ra hoa văn từ việc mô phỏng theo hình thái biến đổi của mây trên bầu trời, được lấy từ thiên nhiên. Cụ thể với ẩn thân phù, chúng ta lấy cương làm phù đảm, dùng hình thái phiêu diêu của vân lục làm hình vẽ. Lan Đình khẽ chấm một chút nước sạch bằng đầu ngón tay rồng bay phượng múa, chỉ trong giây lát, liền vẽ ra ẩn thân phù trên mặt bàn, cô ấy vừa dùng lòng bàn tay hút, ẩn thân phù bèn rời khỏi mặt bàn, hút vào lòng bàn tay. Lan Đình vỗ vào người một phát, lập tức biến mất dưới ánh nhìn đăm đăm của ba người họ. Vài giây sau, Lan Đình xuất hiện trở lại, cười nhạt nói, đây chính là ẩn thân phù sơ cấp nhất, chỉ có thể ẩn đi thân thể từ thị giác. Nhóm người các hạ hẳn là có thể nhận ra vị trí của tiểu nữ tử thông qua các tiểu tiết như hơi thở hay nhịp tim chẳng hạn. Ba người họ gật đầu, dù vậy nhưng cũng khá lợi hại rồi. Nhóm người các hạ làm thử xem. Trải qua nửa ngày học tập, ba người họ đã có hiểu biết sơ bộ về phù lục. Họ lấy ra văn phòng tứ bảo để bắt đầu thử vẽ ẩn thân phù, bọn họ vẫn chưa đạt đến trình độ dùng nước để làm phù. Giải thích, văn phòng tứ bảo là bốn vật phẩm gồm nghiên, bút lông, thỏi mực và giấy tuyên được Trung Quốc truyền thống gọi là văn phòng tứ bảo. Hết giải thích, Mạnh Cảnh Chu luyện tập thư pháp quanh năm, viết chữ rất đẹp. Cánh tay phải dùng để cầm bút và cổ tay vô cùng ổn định. Hắn ta vận chuyển linh lực trên đầu bút, rất nhanh đã vẽ xong một tấm ẩn thân phù, giống được 8 phần so với tấm phù do Lan Đình vẽ. Sau khi vẽ thêm vài lần thì đã không khác gì mấy so với Lan Đình. Mạnh Cảnh Chu tươi cười rạng rỡ mà dán tấm phù lên cơ thể, quả thật biến mất không còn dấu vết. Thiên phú trong phương diện này của Man Cốt kém hơn đôi chút, sự khống chế đối với linh lực không đủ tinh tế, y đã thử mấy chục lần mới thành công được một lần, nhưng kèm theo số lần thử nhiều hơn thì tỷ lệ thành công càng lúc càng cao. Lan Đình thầm khen ngợi, không hổ là đệ tử của Vấn Đạo Tông, trời sinh có thiên phú đối với phù lục. Còn Lục Dương thì sao rồi? Lan Đình nhìn về phía Lục Dương. Lục Dương cũng rất nhanh bèn vẽ xong một tấm ẩn thân phù, hơn nữa còn thành công ngay từ lần đầu, thiên phú cực kỳ đáng sợ. Lục Dương dán ẩn thân phù lên cơ thể, cả thân thể đều đã biến mất. Tuy nhiên, chỉ có cơ thể biến mất, quần áo vẫn còn. Giống như gặp phải ma vậy, cái quái gì đây? Một điều kỳ diệu đã xảy ra, quần áo biết nói chuyện rồi. Lục Dương nghĩ rằng dù sao cũng đang ở trong trạng thái tàng hình, bèn dứt khoát cởi bỏ quần áo. Sau đó, hắn tuyệt vọng mà phát hiện ra rằng vẫn còn có thể nhìn thấy tấm phù của ẩn thân phù. Đây tính là ẩn thân cái khỉ khô gì? Hắn suýt nữa thì đã muốn xé tấm ẩn thân phù xuống. May thay là lý trí của hắn vẫn hoạt động, không để cho hắn làm như vậy. Chương 88 Sự trưởng thành của Lan Đình. Lan Đình bắt đầu hoài nghi sâu sắc về khả năng dạy học của mình. Cô nghe nói Lục Dương gia nhập Vấn Đạo Tông với tư cách hạng nhất, thiên phú pháp thuật của hắn tuyệt đối có thể gọi là hàng đầu. Ví dụ như tượng hình quyền trước đó đã minh chứng cho điều này, đó là thiên phú pháp thuật xuất quỷ nhập thần, biến sự mục nát thành điều kỳ diệu. Tại sao khi đến bản thân dạy, lại thành ra như vậy? Do bản thân dạy sai rồi chăng? Nhưng cũng không hợp lý, khi sư tỷ dạy mình là dạy như vậy, bản thân cũng dạy Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt như vậy mà, nào có vấn đề gì đâu. Lẽ nào bản thân đã đánh giá thấp thiên phú pháp thuật của Lục Dương, với một thiên tài trong những thiên tài vượt khỏi thường thức như vậy, cần có phương pháp dạy đặc biệt chăng? Trong lúc đang hoài nghi về bản thân, cô còn cảm thấy áy náy. Lục Dương đang vô tâm mà nghiên cứu phù chú của mình, hoàn toàn không biết rằng một thiên tài về phù lục bởi vì không thể dạy được mình mà rơi vào cảnh hoài nghi bản thân. Mọi người nghĩ liệu có loại phù lục nào có thể làm cho những tấm phù khác tàng hình hay không? Như vậy thì ẩn thân phù của ta sẽ biến mất. Mạnh Cảnh Chu suy ngẫm một lúc rồi mới nói, để khó lòng tưởng tượng ra đối phương bắt nguồn từ mục đích gì mà phải nghiên cứu loại phù lục huynh vừa nói. Lục Dương ủ rũ mà mặc lại quần áo, tiếp tục tập vẽ ẩn thân phù. Kết quả giống như trước đó, đến lượt cơ thể cần tàng hình thì cơ thể tàng hình, đến lượt quần áo không cần tàng hình thì vẫn không tàng hình. Trong khi đó, Man Cốt càng vẽ càng đúng chuẩn,
khiến cho Lan Đình rất có cảm giác thành tựu. Mạnh Cảnh Chu cười trên nỗi đau người khác mà chọc ghẹo Lục Dương, ha ha, bỏ cuộc đi, huynh không thể nào vẽ ra ẩn thân phù chính thống đâu. Lục Dương nổi giận, hai ngón tay kẹp chặt ẩn thân phù, dán lên trán của Mạnh Cảnh Chu, hây, yêu nghiệt, ăn một tấm bùa của ta. Thân thể của Mạnh Cảnh Chu biến mất, nhưng quần áo vẫn còn. Hắn ta không chịu, thua kém, cũng móc ra một tấm ẩn thân phù, đánh về phía Lục Dương, đạo sĩ, đừng tưởng rằng chỉ mình ngươi biết vẽ bùa. Trán của Lục Dương cũng bị dán một tấm ẩn thân phù, cả cơ thể và quần áo đều hoàn toàn biến mất. Cả hai người cùng sử dụng ẩn thân phù để tấn công nhau, đánh đến có qua có lại, chẳng hề có tính sát thương. Man cốt kẹt giữa hai người họ, y toàn tâm toàn ý vẽ phù, không bị ảnh hưởng bởi hai người bọn họ. Vẽ xong rồi. Man cốt hài lòng mà cầm lên một sấp ẩn thân phù đã được vẽ thành công. Sau khi không ngừng luyện tập, tỷ lệ thành công của y trong việc vẽ ẩn thân phù đã tiệm cận 100%. Mạnh Cảnh Chu và Man cốt thuận lợi xuất sư. Lục Dương cầm ẩn thân phù do Lan Đình vẽ cũng thuận lợi xuất sư. À, Lan Đình, cô nương có biết nghịch thọ nguyên phù được bố trí như thế nào không? Lục Dương hỏi, hắn đang suy nghĩ, phải chăng kẻ nấu mình trong bóng tối thật sự đang dùng nghịch thọ nguyên phù để bố trí nghịch thọ nguyên trận, chỉ là vẫn chưa hoàn thành. Nếu đúng thật là như vậy, thì sau khi tìm được mấy chục tấm nghịch thọ nguyên phù, dựa vào vị trí của nghịch thọ nguyên phù, rất dễ dàng liền có thể suy tính ra vị trí của những tấm phù lục khác. Lan Đình gật đầu, dùng linh lực của bản thân làm đường nét, cô phác họa ra một trận pháp vô cùng tinh vi trên không trung, có hàng ngàn điểm liên kết, nghịch thọ nguyên trận có quy mô lớn, nhiều điểm liên kết. Nếu những kẻ ẩn mình trong bóng tối chỉ có ít ỏi vài người, cân nhắc đến việc cần phải dán phù lục ở những vị trí kín đáo, bọn chúng không thể nào hoàn thành việc bố trí trong thời gian ngắn. Hiểu rồi, vậy thì làm phiền cô nương trông coi quán, ba người bọn tại hạ ra ngoài một chuyến, để xem liệu có thể giúp được gì hay không. Lục Dương nói, hả, tiểu nữ tử coi quán. Lan Đình có chút bất an, cô luôn tuân theo sự sắp xếp của sư tỷ khi còn ở Nguyệt Quế Tiên Cung. Chẳng có mấy chính kiến, giờ lại để cô trông coi một cửa tiệm lớn như vậy, trong lòng cô ít nhiều có chút thiếu tự tin. Không sao, không sao, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nếu có vấn đề gì thì cô nương tự mình quyết định được rồi. Lục Dương không cảm thấy việc này có vấn đề gì, nói xong liền rời đi. Sau khi nhóm người Lục Dương rời đi, Lan Đình nghĩ đến bản thân phải tạm thời tiếp quản một cửa tiệm lớn như thế này, bèn đứng ngồi không yên. Đi bố trí tụ linh trận vậy, Lan Đình lẩm bẩm, tìm cho bản thân một việc để làm. Tụ linh trận là một trận pháp cơ bản để các tu sĩ tu luyện, cô phát hiện rằng trong quán nướng của họ vẫn chưa có tụ linh trận, cũng không biết nhóm người Lục Dương tu luyện bằng cách nào. Mọi người đều sống trên tầng 2, vậy mình sẽ bố trí ở tầng 2. Tụ linh trận là một trận pháp cơ bản nhất, Lan Đình hết sức thành thạo mà bắt đầu bố trí. Cô lấy ra viên linh thạch từ miếng ngọc bội chứng minh thân phận, ngăn nắp theo thứ tự mà bố trí dựa theo nội dung mà cô đã được học. Bố trí thêm ngưng thần trận nữa để có thể nhanh chóng đi vào trạng thái tu luyện. Còn có trận pháp cách âm để yên tĩnh hơn một chút. Lan Đình hành sự chu đáo, cô đã cân nhắc đến công hiệu của tụ linh trận quá tốt, sẽ thu hút sự chú ý của những tu sĩ khác. Vì vậy cô lại bố trí thêm một trận pháp có thể ngăn cách dao động của linh khí. Như vậy thì chắc chắn không có sơ sót gì rồi. Lan Đình rất hài lòng với sự chu đáo của bản thân. Xin chào, cho hỏi có ai không? Một giọng nói phát ra từ dưới tầng trệt, làm cho Lan Đình thoáng giật mình, nghe giọng nói có vẻ như là một người phụ nữ. Lan Đình đi xuống lầu, nhìn thấy một người phụ nữ với nước da trắng ngần đứng ở trước cửa, cô ấy đang suy nghĩ liệu có nên bước vào trong hay không. Xin chào, xin hỏi các hạ là, ta là chủ tiệm đậu hũ trên phố Tiền Môn, ta tên là Ôn Hương Ngọc. Xin hỏi chủ quán Tiểu Lục có đây không? Ôn Hương Ngọc có chất giọng dịu dàng, khiến cho người nghe cảm thấy lâng lâng một hồi. Lục Dương đi ra ngoài rồi, các hạ có việc gì sao? Lan Đình nhớ ra rồi, khi Lục Dương thuật lại việc bản thân đã tìm thấy nghịch thọ nguyên phù như thế nào, từng nhắc qua một lần. À, chuyện là như vậy. Chẳng phải lễ Thái Xuân sắp đến rồi sao, vậy nên ta muốn hợp tác với quán nướng chúng ta để tổ chức một sự kiện. Lan Đình mời Ôn Hương Ngọc vào trong, châm trà rót nước, sự kiện gì vậy? Không phải ta tự tâng bốc mình, trong ngày thường, tiệm đậu hũ của ta có khá nhiều khách hàng, đợi đến lễ Thái Xuân, số lượng khách sẽ càng nhiều hơn. Ta đang nghĩ xem liệu có thể tổ chức một sự kiện như thế này,
khách hàng mua đậu hũ trong tiệm của ta sẽ được giảm giá 10% khi ăn đồ nướng ở đây. Và khách hàng ăn đồ nướng ở đây cũng được giảm giá 10% khi đến tiệm đậu hũ của ta. Còn có vòng quay may mắn hay mặt nạ chẳng hạn. Mặt nạ. Ôn Hương Ngọc lấy ra vài chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ vuông vức, trông có vẻ trắng nõn, giống như một miếng đậu hũ. Đây là mặt nạ được làm dựa trên linh vật của tiệm đậu hũ nhà ta, bán rất chạy. Lan Đình suy nghĩ một hồi, cảm thấy đề xuất của Ôn Hương Ngọc không tệ, chỉ có lợi mà không có hại đối với việc kinh doanh của quán nướng. Cô nhớ lại Lục Dương đã nói rằng trong thời gian trông cửa hàng, toàn quyền quyết định sẽ thuộc về mình, vì vậy cô đã đồng ý. Ôn Hương Ngọc rất vui mừng khi thấy Lan Đình chấp nhận ý tưởng của mình. Hai người phụ nữ bắt đầu thảo luận về các chi tiết nhỏ của sự kiện, từ phần thưởng của vòng quay may mắn là gì, cho đến bàn về lực vạn vật hấp dẫn là thứ gì. Có một lực vô hình đang kéo vạn vật trên thế gian. Lục Dương cũng đồng ý với quan điểm của tiểu nữ tử, còn đặt tên cho loại lực này là lực vạn vật hấp dẫn. Tuy nhiên, Lục Dương cho rằng loại lực vô hình này là hiện tượng tự nhiên, còn tiểu nữ tử thì nghĩ rằng có người đã bố trí một trận pháp khổng lồ để hút lấy chúng ta. Ồ đúng rồi, các hạ không biết trận pháp, để tiểu nữ tử nói cho nghe. Trận pháp vô cùng thú vị, cuốn sách chân lý của trận pháp này mô tả trận pháp một cách sâu sắc với lời lẽ dễ hiểu, gần gũi dễ học. Khi Ôn Hương Ngọc đến đây, cô ấy mang lòng biết ơn đối với Lục Dương. Khi cô ấy rời đi, trong đầu lại đầy những nguyên lý về trận pháp. Sau khi tiễn biệt Ôn Hương Ngọc, Lan Đình để ý đến ma trành đang xiên thịt bên góc phòng. Một ý tưởng bắt đầu nổi lên trong đầu. Cách nghĩ của Lục Dương như ngựa thần lướt gió tung mây, muốn giảng dạy cho hắn, phải chăng cần học tập lối tư duy của hắn. Ví dụ, mình có thể dùng những trận pháp như huyền phù trận và tụ hỏa trận làm nền tảng để thiết kế một mẫu trận pháp có thể tự động nướng thịt. Hình như đây là một ý tưởng không tồi. Giải thích, huyền phù trận là trận pháp làm vật thể trôi nổi trên không trung. Hết giải thích. Các bạn đang nghe chuyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 89, không khuyến nghị tu sĩ ma đạo đến quán nướng ăn cơm. Lúc này, Lục Dương vẫn không biết rằng Lan Đình đã chốt hạ thành công một vụ làm ăn lớn. Hắn đang sử dụng ẩn thân phù và thuật che giấu để theo sau nha dịch, tìm kiếm nghịch thọ nguyên phù. Ba người họ chia ra ba ngã, cố hết khả năng để tìm thấy nhiều vị trí của nghịch thọ nguyên phủ hơn. Có thể thấy rằng quan phủ hết sức xem trọng nghịch thọ nguyên phủ, hầu như là xuất động toàn bộ lực lượng để lật tung cả quận Diên Giang. Việc quan phủ làm trước tiên là thống kê những nơi dân chúng dễ cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, sau đó khoanh vùng, chia khu vực để tìm kiếm. Tổng bổ đầu phòng Thanh Vân còn tạo ra hai phân thân, một chân thân cùng với hai phân thân mở rộng thần thức, dẫn đầu một đội ngũ lớn đi tìm kiếm phủ lục. Tu vi của phòng Thanh Vân quá cao, nhóm người Lục Dương không dám theo sau phòng Thanh Vân. Không lâu sau đó, bèn có nha dịch tìm thấy một tấm nghịch thọ nguyên phù, Lục Dương, người đang ẩn mình trong bóng tối, âm thầm ghi nhớ vị trí. Đợi đến lúc chập tối, nhóm người Lục Dương tụ họp, lấy ra bản đồ của quận Diên Giang, đánh dấu vị trí của nghịch thọ nguyên phù lên đó. Một tấm ở Đại Thạch Kiều, một tấm ở cửa hàng son phấn trên phố lớn Tiền Môn, một tấm ở hiệu cầm đồ. Đến thời điểm hiện tại, đây chính là vị trí của 6 tấm nghịch thọ nguyên phù đã được tìm thấy. Chỉ với nhiêu đó thông tin, cũng không thể khẳng định liệu chúng có được bố trí dựa trên nghịch thọ nguyên trận hay không. Đợi đến ngày mai rồi tính tiếp vậy. Lúc ba người họ trở về quán nướng, bèn nhìn thấy Lan Đình đang đeo một chiếc mặt nạ đậu hũ, tập trung cải tiến trận pháp nướng thịt tự động. Các xiên nướng lơ lửng trên bàn, hứng chịu sự thiêu đốt từ nhiệt độ cao. Hai con ma chành quỳ trên mặt đất, nước mắt, nước mũi giàn giụa mà cảm tạ đại ân đại đức của Lan Đình, cứu rỗi chúng thoát khỏi đống xiên nướng vô tận này. Trong lòng Lục Dương đầy nghi hoặc, bọn họ ra ngoài còn chưa mất một buổi chiều, đây là đã xảy ra chuyện gì rồi? Chiếc mặt nạ này của cô nương là có được từ đâu vậy? Lan Đình nói với giọng điệu có chút ý khoe khoang, à, là do cô chủ tiệm đậu hũ mà các hạ đã cứu tối qua mang đến. Cô ấy còn nói muốn cùng chúng ta tổ chức sự kiện trong kỳ lễ Thái Xuân. Đây là bản kế hoạch hoạt động có được sau buổi thảo luận cùng cô ấy. Hôm qua, khi tiểu nữ tử đang làm việc, bèn nhận thấy chỉ có hai con ma chành đang nướng thịt, hiệu suất quá chậm. Có một số khách hàng đợi đến mất kiên nhẫn, vì vậy tiểu nữ tử đã thiết kế mẫu trận pháp nướng thịt tự động này,
gia tăng hiệu suất một cách đáng kể. Trận pháp nướng thịt tự động này là một loại trận pháp chưa từng có trước đây, thuộc phạm trù sáng tạo, đợi khi tiểu nữ tử trở về tiên cung, còn có thể dùng nó để đi đổi điểm cống hiến. Trận pháp này cũng đơn giản, nói không chừng sau này còn có khả năng mở rộng ra quy mô lớn. Nguyệt Quế Tiên Cung giống như Vấn Đạo Tông, đều có nhiệm vụ dài hạn tương tự nhau. Xem ra không thể ngăn cản được sự phát triển thần tốc của quán nướng rồi. Mạnh Cảnh Chu cười mỉm mà cầm lấy chiếc mặt nạ đậu hũ, không ngờ chiếc mặt nạ đậu hũ này trông cũng khá đẹp, nào, mỗi người một chiếc. Lục Dương, huynh nhìn xem, chiếc mặt nạ đậu hũ này hợp với huynh đến nhường nào, đúng thật là trông giống nhau như đúc. Lục Dương nhìn vào chiếc mặt nạ đậu hũ vuông vức, hắn khẽ trừng mắt, không chấp nhặt với bọn thiểu năng, nhận lấy mặt nạ. Lan Đình tiếp tục nói, tiểu nữ tử còn ở trên tầng 2 bố trí các trận pháp thuận tiện cho việc tu luyện như tụ linh trận và cách âm trận. Đây là tin tốt duy nhất mà Lục Dương nghe được từ khi bước vào quán, thế này thì tốn kém lắm. Bố trí trận pháp hẳn là tốn không ít linh thạch, cô nương tính xem đã dùng hết bao nhiêu linh thạch, nhóm tại hạ sẽ trả lại. Lan Đình xua tay, có tốn cũng chẳng đáng bao nhiêu linh thạch, chỉ là tiền tiêu vặt thôi. Mạnh Cảnh Chu đột nhiên ngước đầu lên, cảnh giác nhìn Lan Đình, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp đối thủ trong lĩnh vực khoe của. Sự xuất hiện của Lan Đình đã làm cuộc sống của ba người họ trở nên nhàn hạ hơn nhiều, ban ngày có thể chuyên tâm tìm kiếm phù lục. Trong 10 ngày sau đó, nhóm người Lục Dương đã nắm giữ được vị trí của hơn 200 tấm phù lục, vị trí của chúng giống hệt với vị trí của các điểm liên kết trong nghịch thọ nguyên trận. Sau khi tìm ra quy luật, họ đi tìm các vị trí của những điểm liên kết khác, quả thật tìm thấy được nghịch thọ nguyên phù. Phải làm gì bây giờ? Chúng ta có nên báo cho vệ bổ đầu không? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Lục Dương hơi khó xử, nếu nói cho vệ bổ đầu biết về vị trí của nghịch thọ nguyên phù, vậy thì cấp trên của vệ bổ đầu nhất định cũng sẽ biết được có người đang lén lút giúp họ. Sau khi Sở Đà chủ biết được tin này, nói không, chừng sẽ nghi ngờ đến ba người bọn họ. Nhưng nếu không nói, những tấm nghịch thọ nguyên phù được dán khắp quận Diên Giang này, chung quy vẫn là ẩn họa. Tiểu nhị, cho 200 xiên thịt dê và 200 xiên thịt bò. Một giọng nói hùng hồn vang lên, thậm chí cả những con ma chành ở sân sau cũng nghe thấy rõ ràng. Nếu trong thường ngày, thì lượng thông tin chứa trong giọng nói này có thể dọa đến hồn phách của chúng cũng nhạt cả đi. Nhưng hiện tại có được trận pháp nướng thịt tự động, khối lượng công việc của chúng đã giảm đi đáng kể. Đừng nói gọi 200 xiên thịt dê, 200 xiên thịt bò, cho dù ngươi có gọi thêm 200 xiên thịt lợn đi chăng nữa, thì ta cũng không sợ. Thêm 200 xiên thịt lợn nữa, giọng nói hùng hồn tiếp tục hét lên, trông có vẻ là người có tiền. Lục Dương nhíu mắt, cảm thấy chủ nhân của giọng nói này hơi quen, đó là người tham gia cuộc tuyển chọn tín đồ, Nhất Trượng Hồng, hai người đi theo sau giống như gã, cũng cùng là giai đoạn trúc cơ. Ba người này không vượt qua cuộc tuyển chọn, liệu có bị nhận ra không? Man Cốt hỏi, ba người họ từng giả làm giám khảo để lừa Nhất Trượng Hồng. Lục Dương lắc đầu, không đâu, đà chủ từng nói, để bảo đảm tính bí mật của phân đà. Những người không vượt qua cuộc tuyển chọn đều bị tổng bộ xóa đi ký ức, họ không thể nhớ được những việc trong cuộc tuyển chọn tín đồ. Nhất Trượng Hồng thấy lâu vậy vẫn không có ai tiếp đãi mình, liền gông cổ gào lên, người đâu? Điếc à, đây đây, quan khách, người muốn gọi gì? Lục Dương một mạch chạy bước ngắn ra ngoài. Nhất Trượng Hồng tỏ thái độ hống hách, thịt heo, bò, dê mỗi thứ 200 xiên, còn những thứ khác thì ngươi tự xem mà thêm vào. Ông đây nghe nói món của quán ngươi ngon nên mới tới, nếu không ngon, xem ta có phá quán của ngươi không. Hiển nhiên gã không nhận ra Lục Dương, nếu như nhận ra Lục Dương, chắc chắn sẽ trực tiếp phá quán. Lục Dương niềm nở tiếp đón, luôn mồm vâng dạ, quan khách cứ yên tâm, xiên nướng của bọn tại hạ tuyệt đối ngon đến khiến quan khách muốn ăn cả đời. Nhất Trượng Hồng lạnh lùng hừ một tiếng, không đếm xỉa đến Lục Dương. Hai tên đồng bọn của Nhất Trượng Hồng cũng híp mắt lại, không thèm nói chuyện với Lục Dương. Lục Dương truyền âm cho Mạnh Cảnh Chu, thông báo cho vệ bổ đầu, nói rằng ở đây có ba tên tán tu ma đạo trong giai đoạn trúc cơ, bảo y dẫn người đến bắt. Bọn tán tu ma đạo này giết người như ngoé, dựa theo hình pháp thì không biết phải xử tử bao nhiêu lần, Lục Dương chắc chắn không thể nhân từ nương tay được. Cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ma đạo là tố cáo. Mạnh Cảnh Chu thoáng ngẩn người, truyền âm nói, chúng ta không có bằng chứng mà phải không, từ đâu mà chúng ta có thể nhận ra rằng họ là tán tu ma đạo có giai đoạn trúc cơ. Vệ bổ đầu sẽ tin sao? Lục Dương cười lạnh, có gì mà không thể tin,
chỉ cần nói rằng chúng ta để ý thấy trên người họ có vật nghi là phù lục khiến cho người ta ngủ. Mạnh Cảnh Chu hiểu ý của Lục Dương, trên tay họ có một số tấm nghịch thọ nguyên phù, vừa hay dùng để vu oan giá họa. Được, để đi lát rồi về. Mạnh Cảnh Chu chạy bước ngắn ra ngoài. Vệ Bổ Đầu nghe tin không ngờ lại có ba tên tu sĩ ma đạo với tu vi trúc cơ xuất hiện, còn nghi là mang theo nghịch thọ nguyên phù, điều này không phải chuyện nhỏ, ngay lập tức báo cáo lên phòng Thanh Vân. Phòng Thanh Vân nghe xong không chút do dự, ngay lập tức dẫn theo một đội ngũ lớn để vây quét ba tên bọn chúng. Mặc kệ chúng có sở hữu nghịch thọ nguyên phù hay không, chỉ với ba tên tu sĩ ma đạo có giai đoạn trúc cơ thì đã xứng với đội hình này. Phòng Thanh Vân đến quán nướng, phóng ra uy áp của giai đoạn kim đan, làm cho bọn người Nhất Trượng Hồng không thể nhúc nhích, sau đó mạnh mẽ vung tay, uy nghiêm ra lệnh, bắt giữ bọn chúng, xét người. Bọn người Nhất Trượng Hồng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị vô số bổ đầu bắt giữ, ghì xuống đất. Tình huống này là sao? Ở quận Diên Giang của mấy người ăn thịt nướng cũng phạm pháp sao? Sau đó, vệ bổ đầu tìm thấy lượng lớn nghịch thọ nguyên phù trên người của Nhất Trượng Hồng, chẳng phải vài tấm mà Lục Dương dùng để vu oan giá họa có thể đánh đồng được. Nghịch thọ nguyên trận đúng thật là do bọn ngươi dán. Phòng Thanh Vân nhìn chằm chằm vào Nhất Trượng Hồng, tất cả là tại nó, mà mình thậm chí không được nghỉ ngơi trong mấy ngày nay. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đều im lặng. Không phải, bọn ngươi có cần phối hợp như thế không? Bọn người Nhất Trượng Hồng còn bức bối hơn, trong việc này, chúng đã làm đến không một kẻ hở, không để lại dấu vết nào. Tại sao bổ khoái lại đến bắt bọn chúng? Nơi nào xảy ra vấn đề rồi? Chương 90, bản ghi chép thẩm vấn. Họ tên: Nhất Trượng Hồng. Thành thật một chút, ta đang hỏi tên thật của ngươi. Trương Tiểu Hồng. Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn dầu mờ tối chập chờn không ngừng, khiến cho không gian trông có vẻ tăm tối và lạnh lẽo. Phòng Thanh Vân hai tay ôm ngực, nở nụ cười lạnh lùng mà nhìn tên nghi phạm vừa bắt được, vệ bổ đầu nhìn chòng chọc vào mắt của Nhất Trượng Hồng mà liên tiếp tung ra từng câu hỏi một. Người bổ khoái nhỏ ngồi ở bàn bên cạnh, múa bút thành văn mà ghi lại nội dung thẩm vấn. Giới tính: nam, tu vi: trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn đỉnh phong. Vệ bổ đầu lạnh lùng hừ một tiếng, viết vào: trúc cơ hậu kỳ, không cần mấy thứ ở phần sau. Trương Tiểu Hồng, bây giờ ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi cho rằng bọn ta thụ lý vụ án này sẽ ảnh hưởng đến tính công bằng trong xét xử, ngươi có thể yêu cầu hồi tị, có nghĩa là đổi thành người khác thụ lý, ngươi có muốn yêu cầu hồi tị không? Giải thích, hồi tị là chỉ một nhân viên trong ngành tư pháp sẽ không tham gia vào quá trình tố tụng vì vụ án có liên quan đến lợi ích của họ hoặc họ có liên quan đến những đương sự trong vụ việc. Hết giải thích, ta yêu cầu. Vệ bổ đầu hừng một tiếng, phát âm một tiếng rất dài, kéo giọng đi lên ở âm cuối. Trương Tiểu Hồng nhanh chóng nói, không, 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 ta không yêu. Cầu hồi tị. Nói đi, vì lý do gì mà bị đưa vào đây? Vì ăn thịt nướng không trả tiền. Phòng Thanh Vân thiếu kiên nhẫn nói, khỏi thẩm vấn nữa, xử tử ngay tại chỗ. Cứ nói rằng trong lúc truy bắt, gã phản kháng dữ dội, thà chết chứ không hàng, tự uống thuốc độc tự sát. Đây tuyệt đối là điều mà Phòng Thanh Vân có thể làm ra được. Tên đang đeo xiềng xích, Nhất Trượng Hồng, nhanh chóng nói, ta nói, ta nói. Khoảng 10 ngày trước, ta tỉnh dậy dưới chân núi, có lẽ là lúc đang đi ngang qua ngọn núi ở phía tây của quận Diên Giang, ta bất cẩn trượt xuống. Khi tỉnh dậy, ta phát hiện một hang động, có thể là nơi ở của một vị tu sĩ nào đó, hang động đã không có người đến từ rất lâu rồi. Ta cẩn thận từng ly từng tí mà đi vào trong, ngoài một quyển sách ra, không tìm thấy vật gì có giá trị. Quyển sách đó đã bị các người lấy đi lúc khám xét người. Trong đó ghi lại một số phù lục và các trận pháp bổ trợ ít được quan tâm, chẳng hạn như nghịch thọ nguyên phù và nghịch thọ nguyên trận. Theo miêu tả trong sách, nghịch thọ nguyên phù có thể chuyển hóa thọ mạng thành tu vi của ta. Còn ta vừa trùng hợp đang ở trong giai đoạn bình cảnh, nghĩ rằng đột phá trong một lần, trở thành giai đoạn kim đan, tiêu diêu tự tại. Hơn nữa, phương thức đột phá này còn có thể gia tăng thọ mạng, sức hấp dẫn quá lớn. Phòng Thanh Vân giận dữ nói, ta từng thỉnh giáo thái thú, dựa trên quy mô mà bọn ngươi đã bố trí. Đừng nói là từ giai đoạn trúc cơ đột phá đến giai đoạn kim đan, dù cho đột phá từ giai đoạn kim đan đến giai đoạn nguyên anh cũng còn dư giã. Nhất Trượng Hồng thầm nói trong lòng, ta cũng biết như vậy là lãng phí, nhưng đây chẳng phải là do ta không biết những phương pháp khác sao. Tất nhiên, không thể nói ra những lời này,
Nhất Trượng Hồng bèn vờ như không nghe thấy lời mắng nhiếc của Phòng Thanh Vân, tiếp tục nói, bản thân ta vốn tu về phù chú, rất nhanh đã học được nghịch thọ nguyên phù. Bố trí nghịch thọ nguyên trận cũng không quá khó, chỉ cần sắp xếp nghịch thọ nguyên phù thành hình dáng của nghịch thọ nguyên trận là xong. Tu sĩ không thể phát giác công hiệu của nghịch thọ nguyên phù, công hiệu của nó đối với người phàm cũng chỉ là gây buồn ngủ, rất dễ khiến người ta bỏ sót. Hơn nữa, sau khi hoàn thành việc bố trí trận pháp, ngay cả tác dụng gây buồn ngủ cũng không còn nữa. Chẳng qua là nghịch thọ nguyên trận cần phải dán quá nhiều phù lục, chỉ với một người thì không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Ta vừa hay tình cờ gặp được hai người đồng đạo, chính là hai người mà các người bắt được. Kể ra cũng lạ, hai người họ cũng chẳng phải người của quận Diên Giang, tình cờ xuất hiện tại đây, bọn họ cũng không nhớ rõ lý do tới quận Diên Giang của mình là gì. Bọn ta lập tức ăn nhịp với nhau, cùng nhau đột phá giai đoạn trúc cơ. Bọn ta hành sự rất cẩn trọng, không để lại dấu vết. Khi các người rầm rộ lùng sục nghịch thọ nguyên phù, bọn ta liền không tiếp tục hành động nữa. Bọn ta cảm thấy nơi này ngày càng không an toàn, muốn rời khỏi quận Diên Giang. Trước khi rời đi, nghe nói nơi này có một quán nướng rất nổi tiếng, bèn muốn thử một lần. Nhưng xiên thịt còn chưa kịp nướng xong thì các người đã đến rồi. Vẻ mặt của Nhất Trượng Hồng đầy nét khó hiểu, không hiểu được đã xảy ra sơ sót ở bước nào. Vệ bổ đầu đương nhiên sẽ không nói là do người chủ quán nhiệt tình tố cáo. Cuộc thẩm vấn kết thúc, vệ bổ đầu yêu cầu gã ký tên chấp thuận, viết tên ở dưới cùng mỗi trang, ở trang cuối viết, ta đã đọc bản ghi chép phía trên, nội dung đúng với những gì ta đã nói. Tất cả các chỗ cần ký tên đều phải lăn dấu tay. Ngày hôm sau, vệ bổ đầu như thường lệ mà mang lá cờ thưởng đến. Y đang cân nhắc sao không dứt khoát thành lập một điểm công tác tại quán nướng, sống luôn ở đây cho rồi, hiệu suất bắt người còn không cao hơn so với việc tuần tra cả ngày hay sao. Nếu tiếp tục như vậy, ngày đảm nhiệm chức tổng bổ đầu hẳn là không xa. Chủ quán Tiểu Lục, phong thủy quán nướng này của ngươi đúng là không tệ mà, đất lành người tài. Lục Dương cười xòa, đất có lành hay không là thứ yếu, chủ yếu là có người tài. Gần đây trong nha môn quá bận rộn, khi nào rảnh ta sẽ đề nghị bên trên, xem thử coi liệu có thể trao tặng cho quán của các người một tấm biển cửa hiệu ưu tú không. Vậy thì tốt quá, nước sôi vừa mới nấu xong, uống đi kẻo nguội. Lục Dương nhiệt tình rót một ly nước sôi, người đã bắt được rồi mà vẫn bận vậy sao? Ây, người thì bắt được rồi, cũng tìm ra nơi mà gã đã khai, là một cái hang bị bỏ hoang, có lẽ là một tên phạm nhân ma đạo bị truy nã nào đó từng trốn ở trong đó. Đợi khi bọn ta dựa theo vị trí mà chúng đã khai báo, đi xé hết những tấm nghịch thọ nguyên phù, vụ án này cũng coi như là được giải quyết rồi. Vấn đề là sắp đến lễ Thái Xuân, trong điệu bộ của năm nay, lượng người đến đây có khả năng nhiều hơn 2 phần so với năm ngoái. Ta muốn nghĩ phép nhưng tổng bổ đầu không duyệt, bảo ta phải tuần tra nhiều hơn trong kỳ lễ Thái Xuân. Nếu tuần tra mệt rồi thì có thể đến đây nghỉ chân, quán của bọn tại hạ vẫn hoạt động bình thường trong kỳ lễ Thái Xuân. Sau khi tiễn vệ bổ đầu đi, Mạnh Cảnh Chu thở dài một hơi, cuối cùng cũng xem như xong việc rồi, mấy hôm trước làm đến căng thẳng thật. Ngày nào cũng đi tìm nghịch thọ nguyên phù, có lẽ là Nhất Trượng Hồng thấy chúng ta vất vả quá, nên mới chạy đến đây tự chui đầu vào giỏ. Man Cốt lưỡng lự một chút, y cảm thấy Nhất Trượng Hồng không nghĩ như vậy. Lục Dương chú ý thấy Lan Đình đang không ngừng khoa tay múa chân, tò mò hỏi, cô nương đang làm gì vậy? Đầu của Lan Đình cũng không ngẩng lên, nói, tiểu nữ tử đang thử nghiên cứu một loại trận pháp có thể tự động xiên thịt, que nhọn tự động xiên viên thịt lại với nhau. Lục Dương cầm lên một que nhọn, kẹp nó giữa hai ngón tay, cảm nhận vài lần, như đang suy tư về điều gì đó. Đột nhiên, hắn quăng ra vài viên thịt. Hai, ngón tay dồn sức, ném que nhọn đi. Tiếc rằng, que nhọn sượt qua viên thịt, không có xiên chúng lại với nhau. Man Cốt không hiểu Lục Dương đang làm gì, cảm thấy Lục Huynh đang chơi một loại trò chơi rất mới lạ. Mắt của Mạnh Cảnh Chu sáng lên, hiểu ra Lục Dương đang làm gì. Huynh muốn dùng que nhọn xiên thịt, để luyện tập thủ pháp ám khí phải không? Lục Dương chỉ cười mà không trả lời, coi như ngầm thừa nhận. Rất nhanh Mạnh Cảnh Chu cũng tham gia vào đội hình tập luyện, nghiên cứu cách để dồn lực chuẩn xác, xiên các viên thịt đang di chuyển trên không trung lại với nhau. Man Cốt do dự nói, điều này hẳn không phải là cách hành sự của chánh đạo đâu, phải không? Lục Dương tỏ vẻ nghiêm túc nói vậy sai rồi, chẳng lẽ huynh chưa nghe qua câu bám chặt núi xanh chẳng buông rời, gốc mọc bền vững nơi vách xa. Ngàn đập muôn va vẫn cứng chắc, bốn bề gió cuộn mặc thổi qua.
cây trúc kiên cường bất khuất, thanh nhã đạm bạc là hình tượng của người quân tử khiêm tốn, sử dụng cây trúc làm vũ khí, sao lại có thể là ám khí? Đây là vũ khí mà chỉ người quân tử mới sử dụng. Mancos bừng tỉnh ngộ, tâm trí có cảm giác như thể được khai thông, thì ra là vậy, thế thì đệ cũng tham gia. Lan Đình tập trung vào việc nghiên cứu trận pháp, vài cây que nhọn lơ lửng trên không trung, chỉ nghe vèo một tiếng, cây que nhọn thẳng tắp mà cắm vào trong tường, đuôi của nó còn đang phát ra tiếng run bần bật. Nếu mục tiêu là con người, thì đã chết từ lâu rồi. Uy lực hơi mạnh. Lan Đình phiền não vào đầu, cô ấy đã cố hết khả năng để điều chỉnh uy lực của nó xuống mức thấp hơn rồi. Không làm trận pháp xiên thịt tự động nữa, vậy thì dứt khoát điều chỉnh uy lực đến mức cao nhất thôi. Hai con ma chành nhìn cảnh tượng ma quỷ múa loạn, sợ đến run lẩy bẩy. Các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.